họ rời đi. Cái điều đó là điều lo lắng nhất. Đó là lý do vì sao mà chúng ta cần phải làm chủ, thuần thục cái kỹ năng xử lý lời từ chối. Bởi vì thông qua đó chúng ta mới biết cách là biến cái cơ hội, biến những cái lời từ chối đó trở thành cái cơ hội chốt sale của chúng ta. Vậy bao nhiêu trong số các bạn ạ, chúng ta khi mà đi tư vấn, khi mà chúng ta đi bán hàng thì chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn khi mà khách hàng cứ liên tục nói những cái lời từ chối mình. Vậy thì làm thế nào để chúng ta vượt qua lời từ chối đó? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề kỹ năng xử lý lời từ chối, hay gọi năng hay gọi nó là kỹ năng hóa giải lời từ chối. Bởi vì lời xử lý thì giống như kiểu mà chúng ta đang tấn công khách hàng ạ. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng cái ngôn từ là kỹ năng hóa giải lời từ chối thì nó nghe nhẹ nhàng hơn, đúng không ạ? Tuy nhiên thì nó vẫn giúp chúng ta đạt được hiệu quả của mình. Và chúng ta luôn luôn nhớ rằng nếu như không có lời từ chối thì không còn cơ hội cho chúng ta nữa, phải không ạ? Và ngày hôm nay thì Hoài Nam sẽ đổi tiết kiệm thời gian, thì Hoài Nam sẽ không dành thời gian để chia sẻ bản thân mình. Hoài Nam sẽ đi thẳng luôn vào cái bài đào tạo của chúng ta để chúng ta nắm thuần thục cái kỹ năng. Và ngày hôm nay Hoài Nam mong muốn rằng các bạn hãy, thứ nhất là chúng ta hãy tăng cái tốc độ viết của mình lên, và thứ hai là hãy chúng ta liên tục chụp lại cái màn hình, bởi vì Hoài Nam đã biến những cái cách từ chối nó thành những cái câu nói, thậm chí là chúng ta có thể học thuộc nó để có thể nói với khách hàng. Và chúng ta biết cách vận dụng nó trong những quái hoàn cảnh cụ thể thì đã giúp chúng ta có thể thành công. Cầm tiền nữa quên này. 15.000 à? Admin kiểm soát mic phòng Zoom giúp chị nha. Lưu ý là chúng ta khi vào phòng Zoom chúng ta sẽ tắt mic của mình đi ạ, tránh ảnh hưởng đến không gian của phòng Zoom. Bởi vì Hoài Nam thực sự là khi mà Hoài Nam đang giảng ấy, cái mạch cảm xúc nó đang liền mạch và tự dưng có những cái âm thanh lạ vào, nó sẽ khiến Hoài Nam bị phân tâm, nên là bài giảng nó sẽ ảnh hưởng, đúng không ạ? Chính vậy là chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Nếu mà chúng ta sẵn sàng rồi thì Hoài Nam sẽ chia sẻ cái màn hình của chúng ta và chúng ta sẽ đi vào phần nội dung của bài giảng của hôm nay luôn ạ. Nó sẽ rất là khác so với những gì mà các bạn đã được học bấy lâu nay về cái kỹ năng hóa giải lời từ chối. Bởi vì đây là những cái kiến thức thực chiến mà Hoài Nam đã áp dụng trong suốt những năm vừa qua khi mà Hoài Nam làm trong lĩnh vực bảo hiểm. Như chúng ta đã biết là bảo hiểm nó là một cái sản phẩm vô hình, đúng không ạ? Một sản phẩm vô hình mà chúng ta còn có thể bán được thì không có lý do nào. Và những cái sản phẩm hữu hình chúng ta có thể cầm nắm được, khách hàng có thể trải nghiệm được, khách hàng có thể thử được mà chúng ta không có bán được, đúng không ạ? Và Hoài Nam ngoài việc tư vấn bảo hiểm, Hoài Nam đã bán rất là nhiều cái thứ khác nhau nữa. Bởi vì cái tư duy của Hoài Nam không bán một sản phẩm, mà Hoài Nam tập trung vào một tệp khách hàng và cung cấp những sản phẩm có thể đáp ứng cái nhu cầu của cái tệp khách hàng đó. Và nếu ngày hôm nay chúng ta muốn gia tăng cái giá trị của mình thì hãy luôn luôn có tư duy là đa dạng hóa sản phẩm và tệp khách hàng của mình. Và chúng ta là người bán hàng, đúng không ạ? Chúng ta là người bán hàng và việc chúng ta là giải quyết cái nỗi đau của thị trường, việc chúng ta là giúp khách hàng đi từ nỗi đau đến sự sung sướng. Và khi chúng ta giúp khách hàng vượt qua những cái nỗi đau đó để đến được với những sự sung sướng thì chúng ta bán được hàng. Và đặc biệt là họ đã có được sự sung sướng một lần rồi thì chúng ta có thể cho họ thêm nhiều những cái sự sung sướng nữa. Đó là lý do vì sao mà chúng ta hãy thuần thục cái kỹ năng bán hàng, và phi thương thì bất phú. Và trong bán hàng, nếu như mà không có lời từ chối thì không bao giờ còn cơ hội để chúng ta có thể bán hàng được, đúng không ạ? Không bao giờ còn cơ hội cho chúng ta nữa, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề là kỹ năng hóa giải lời từ chối và biến lời từ chối thành cơ hội vàng. Và trong cái nội dung ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta sẽ đi qua 3 phần chính ạ. Phần thứ nhất thì bao giờ cũng vậy, khi mà chúng ta muốn làm bất kỳ cái gì thì cái điều đầu tiên, cái thứ đầu tiên mà giúp chúng ta thành công đó là tâm thế và thái độ của chúng ta. Bước thứ hai, cái thứ hai chúng ta cần nghiên cứu đó là các kỹ thuật, các cái kỹ năng để hóa giải lời từ chối. Bởi vì thành công có phương pháp, thất bại có nguyên nhân. Ngoài kia sẽ có vô vàn những cái lời từ chối khác nhau. Giống như Hoài Nam khi làm tư vấn bảo hiểm, Hoài Nam đã phải vượt qua 102 lời từ chối. Và sẽ có những cái lời từ chối nó giống nhau nhưng sẽ có những cái lời từ chối nó khác nhau. Nhưng không thể nào chúng ta có thể học thuộc tất cả những cái lời từ chối được. Và Hoài Nam kỳ vọng ngày hôm nay là chúng ta sẽ biết được các kỹ thuật, những cái kỹ thuật căn bản nhất, những phương pháp cơ bản nhất để chúng ta có thể xử lý mọi lời từ chối. Dù khách hàng đi ra được ra bất kỳ lời từ chối nào thì việc chúng ta nắm được cái kỹ thuật, đúng không ạ? Nắm được cái gọi là cái cốt lõi của vấn đề thì chúng ta có thể xử lý nó. Nên là chúng ta sẽ không bị rơi vào cái tâm trạng đó là bị phụ thuộc vào những cái ngôn từ của người khác, mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng ngôn từ của chúng ta để đưa ra cái lời từ chối, để đưa ra cái lời xử lý từ chối của khách hàng, đúng không ạ? Và cuối cùng là Hoài Nam sẽ đưa cho các bạn một số những cái lời từ chối thường gặp mà chúng ta hay gặp nhất trong việc tư vấn khách hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực MLM và trong việc chúng ta tư vấn cho khách hàng trong chuyên của chúng ta, đúng không ạ? Và đây sẽ là 3 phần chính trong cái nội dung đào tạo của chúng ta ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta sẽ đi đến phần đầu tiên, đó là cái tâm thế và thái độ của chúng ta trước cái lời từ chối như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta cần phải hiểu được là cái lời từ chối là gì ạ? Lời từ chối nó chính là cái sự nói không, trong khi mà chúng ta muốn khách hàng
nói là có, và nó là cái lắc đầu trong khi chúng ta lại muốn khách hàng gật đầu với những gì chúng ta đưa ra với khách hàng. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu là lý do tại sao khách hàng từ chối. Có rất là nhiều người khi mà nhận được lời từ chối thì lại vơ ngay vào mình và nghĩ rằng cái khách hàng từ chối này bởi vì họ ghét mình, họ ghét người bán hàng. Chúng ta lại nghĩ rằng chúng ta không biết cách bán hàng và chúng ta không phải là người sinh ra để bán hàng, hay thậm chí là chúng ta không phù hợp với công việc này và chúng ta nghĩ rằng công việc này không phải dành cho chị. Admin giúp chị kiểm soát phòng Zoom, đúng không ạ? Và khi chúng ta cứ nghĩ như vậy thì không bao giờ chúng ta có thể vượt qua được nó. Nhưng mà khi chúng ta cần phải thay đổi cái thái độ của chúng ta, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta hiểu nguyên nhân gốc của vấn đề và phải tự tin vào bản thân mình. Bởi vì trên thực tế, không phải khách hàng từ chối bởi vì khách hàng ghét người bán hàng, cũng không phải khách hàng từ chối bởi vì chúng ta không biết bán hàng, và càng không phải là bởi vì chúng ta không phù hợp với công việc đó. Bởi vì trong mọi lĩnh vực, dù chúng ta làm bất kỳ việc gì thì chúng ta đều đang tham gia vào quá trình bán hàng. Có những thứ thì không phải là chúng ta bán một cái sản phẩm hữu hình, cầm nắm một cái sản phẩm gì đó để chúng ta bán, nhưng có đôi khi đó là chúng ta đang bán giá trị của bản thân mình. Và người bán hàng giỏi nhất chính là người bán thân mình giỏi nhất, bán cái tài năng, bán cái kỹ năng, bán cái năng lực của mình giỏi nhất, đúng không ạ? Vậy thì đó là lý do vì sao chúng ta không thể nào bi quan về bản thân mình. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu được một cách chính xác là lý do tại sao khách hàng từ chối chúng ta, lý do tại sao mà khách hàng không mua hàng từ chúng ta, thì chúng ta cần phải hiểu được cái tâm lý này để chúng ta phải có được cái sự tự tin cho mình. Vậy yếu tố đầu tiên mà khi mà khách hàng từ chối chúng ta đó là gì ạ? Thứ nhất ạ, đó là bởi vì khách hàng không có nhu cầu. Và chúng ta cần phải hiểu một dạng điều rằng trong 100 khách hàng, Hòa Nam lấy thống kê là trong 100 khách hàng, thì chúng ta sẽ có nguyên tắc là 20, 30, 30 và 20. Tức là trong 100 người thì sẽ có 20 người có nhu cầu cấp bách. Tức là khi chúng ta chia sẻ với họ thì nó đúng là thứ họ cần rồi, nên là họ sẽ sàng tham gia và mua hàng ngay từ chúng ta, đúng không ạ? Nhưng mà trong số đó sẽ có 30 người có nhu cầu nhưng mà không cấp bách, nên là có thể họ sẽ cần phải cân nhắc, có thể họ sẽ không mua ngay, nhưng mà có thể một thời điểm nào khác nó phù hợp hơn thì họ sẽ mua hàng từ chúng ta. Đồng thời sẽ có 30 người không có nhu cầu, đúng không ạ? Và lại càng không có tính cấp bách, họ không có nhu cầu nhưng mà họ lại dễ bị lôi kéo. 30 người là không có nhu cầu nhưng mà dễ bị lôi kéo. Vậy tức là ngoài cái việc chúng ta bán hàng cho họ vì cái sản phẩm của chúng ta, vì cái mặt tính năng của sản phẩm, thì bên cạnh đó chúng ta còn có rất nhiều cái giá trị khác cho khách hàng. Vậy thì nếu chúng ta không bán được cái giá trị sức khỏe, thì chúng ta bán về giá trị về đi du lịch. Chúng ta không bán được giá trị về đi du lịch thì chúng ta bán về giá trị là tình yêu thương, đúng không ạ? Và rất nhiều thứ chúng ta có thể chia sẻ với khách hàng. Và thậm chí chúng ta có thể bán cho họ tầm nhìn, chúng ta có thể bán cho họ về cái sự tự do về tài chính, đúng không ạ? Và việc chúng ta là xoay quanh và tìm những các cái nhu cầu của khách hàng. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu cái quy trình bán hàng của chúng ta. Bước đầu tiên là chúng ta phải xây dựng khách hàng, cái tệp khách hàng tiềm năng của mình, đúng không ạ? Tìm cho mình cái tệp khách hàng mơ ước của mình, và sau đó tìm hiểu cái vấn đề của họ. Một trong những cái cách mà chúng ta thoát được và không bị gặp phải lời từ chối, đó là chúng ta xử lý lời từ chối trước khi nó xuất hiện. Vậy tức là chúng ta hãy đưa cho khách hàng cái thứ mà khách hàng muốn, chứ không phải là cái thứ mà chúng ta có, đúng không ạ? Và trong cái quy trình bán hàng thì khi mà chúng ta đã trình bày giải pháp với khách hàng rồi thì khách hàng bắt đầu mới đưa ra lời từ chối. Và ngày hôm nay là chúng ta nằm cái câu này, nó nằm ở cái phần là khi chúng ta đã trình bày giải pháp với khách hàng rồi và sau đó thì khách hàng đưa ra những cái lời từ chối, thì chúng ta sẽ phải xử lý lời từ chối đó như thế nào. Vậy thì chúng ta phải hiểu rằng cái lời từ chối nó sẽ không xuất hiện, một số lời từ chối sẽ không xuất hiện nếu như chúng ta làm đủ các bước. Quan trọng nhất là bước khai thác nhu cầu, tìm hiểu vấn đề của khách hàng, đúng không ạ? Trong cái bài về kỹ năng hẹn bạn và bộ câu hỏi khai thác nhu cầu của khách hàng, thì chúng ta có những cái bộ câu hỏi để giúp chúng ta tìm hiểu một cách chính xác cái mối quan tâm của khách hàng là gì, và bán hàng là cho khách hàng thứ khách hàng có, khách hàng muốn, đúng không ạ? Bán hàng là giải quyết nỗi đau của khách hàng, bán hàng là giúp khách hàng đi từ nỗi đau đến sự sung sướng. Vậy thì khi chúng ta đưa cho khách hàng đúng thứ họ muốn thì những cái lời từ chối nó sẽ giảm đi rất là nhiều, chứ không phải là chúng ta cứ phăm phăm chúng ta bán thứ chúng ta có. Nếu chúng ta cứ bán thứ chúng ta có thì chúng ta luôn luôn sẽ gặp phải vô cùng những lời từ chối, bởi vì có những cái lời từ chối không phải là lời từ chối mà đơn giản là bởi vì cái thứ đó khách hàng đang không quan tâm, nó không nằm trong vùng khách hàng cần, đúng không ạ? Và để mà giảm được những cái lời từ chối thì hãy nhớ là đưa cho khách hàng cái thứ mà khách hàng cần, giúp cho khách hàng giải quyết được cái vấn đề mà họ đang gặp phải, đúng không ạ? Vậy thì cái vấn đề thứ hai khi mà khách hàng từ chối chúng ta, đó là họ chưa đủ thông tin. Hầu như mọi người khi mà họ đến tìm hiểu cơ hội của chúng ta, họ chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi.
Và nếu như đặt mình vào cái trạng thái của khách hàng, cái lần đầu tiên khi chúng ta tìm hiểu cơ hội kinh doanh, lần đầu tiên khi chúng ta tìm hiểu cái sản phẩm dịch vụ này, thì chúng ta có đồng ý rằng với 2 tiếng chúng ta gần như không thể nhớ được gì nhiều. Chúng ta chỉ nhớ được một vài từ khóa, một vài thứ thôi. Và đó là lý do vì sao họ thường từ chối, bởi vì họ đang sợ. Họ thường họ sợ bị mua hớ, họ sợ bị thiếu thông tin, họ đang không có đủ thời gian để tìm hiểu và họ không có cơ sở cái niềm tin vào những cái gì mà chúng ta đang cung cấp cho họ. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải có thêm một khâu nữa, đó là chăm sóc sau bán hàng. Tức là chúng ta sẽ cần phải có một cái quá trình bồi đắp và cung cấp thêm thông tin cho khách hàng để họ hiểu một cách sâu sắc hơn những gì mà chúng ta đưa ra. Và những người nào mà sau khi mà nghe cơ hội kinh doanh, họ lập tức lên đơn hàng, họ lập tức mua hàng của chúng ta, thì họ nằm trong số 20% những người đang có nhu cầu cấp bách. Nhưng mà trên thực tế có 80% còn lại, họ nằm ở trong cái nhóm nào có nhu cầu nhưng không cấp bách, không có nhu cầu nhưng dễ bị lôi kéo và không có nhu cầu. Vậy thì việc của chúng ta là hãy biến thêm 60% kia nữa, đúng không ạ? Trừ đi 20% không có nhu cầu thì còn 60% kia nữa họ sẽ trở thành khách hàng của chúng ta. Và có được cái đó là nằm ở cái phần mà chúng ta chăm sóc sau bán hàng như thế nào, chăm sóc sau khi nghe chia sẻ cơ hội kinh doanh như thế nào, thì họ sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng ta, đúng không ạ? Và cái lý do thứ ba là bởi vì khách hàng chưa tin. Thứ nhất là khách hàng chưa tin vào sản phẩm dịch vụ của chúng ta. Đấy là điều đương nhiên rồi. Bởi vì một thứ mà vừa mới nói cho họ thì không thể nào họ tin được. Đặc biệt là một thứ kiến thức nó hoàn toàn mới, nó hoàn toàn đi ngược với những gì mà họ đang biết ở ngoài xã hội kia. Vậy thì chúng ta cần phải giúp cho họ có niềm tin vào sản phẩm. Thông qua việc chúng ta hãy liên tục đưa họ vào các phòng Zoom nhân chứng. Chúng ta hãy cho họ gặp những người thành công. Chúng ta hãy cho họ gặp những người đã trải nghiệm và đã có kết quả. Và gia tăng cái niềm tin của họ bằng việc bồi đắp thêm thật nhiều những cái thông tin để gia tăng cái yếu tố niềm tin. Và khi một người quyết định kinh doanh của chúng ta, khi một người quyết định mua hàng của chúng ta, thì có 4 cái niềm tin mà chúng ta phải giúp cho họ đạt được. Thứ nhất là niềm tin vào người bán hàng. Thứ hai là niềm tin vào công ty mà họ mua hàng. Và thứ ba là niềm tin vào cái sản phẩm đó. Và thứ tư là niềm tin vào chính bản thân họ, đúng không ạ? Và với 4 niềm tin này thì khách hàng sẽ đủ tự tin để đưa ra quyết định là mua hàng từ chúng ta. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta sẽ cần phải giúp cho khách hàng bồi đắp thêm cái niềm tin của họ. Và đặc biệt là khi mà chúng ta kinh doanh trong lĩnh vực MLM, thì bản chất của nó ở bên ngoài kia chúng ta phải hiểu rằng nó quá nhiều những cái hình thái khác nhau của ngành kinh doanh theo mạng, đúng không ạ? Và người ta hay gọi là đa cấp, và người ta đánh đồng tất cả những cái gì xấu đều thuộc về đa cấp. Nên ngày hôm nay nếu như chúng ta bị những cái lời từ chối của khách hàng, nếu chúng ta bị khách hàng hiểu lầm, thì việc của chúng ta là giúp cho họ tin tưởng, việc của chúng ta là giúp cho khách hàng hiểu đúng vấn đề nó đang là như thế nào, đúng không ạ? Thứ tư đó là họ còn đang băn khoăn, lo lắng và sợ hãi, đúng không ạ? Thứ nhất là họ sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, bởi vì chúng ta đang kinh doanh những dòng sản phẩm mà chúng ta ăn vào người mình, đúng không ạ? Và thứ hai là chúng ta đang kinh doanh những dòng sản phẩm mà có thể thay đổi cái cuộc sống của họ. Một thứ mà với những cái người đang làm công ăn lương, thu nhập của họ chỉ vài triệu một tháng thôi, hay thực 5-7 triệu một tháng, hay là 10 triệu một tháng thôi. Nhưng mà khi họ nghe thấy cái thu nhập là 50 triệu, 100 triệu, đúng không ạ? Hay là 1 tỷ một tháng, thì họ nghe sẽ vô cùng hoang mang, và bởi vì trong cuộc đời họ chưa bao giờ gặp những thứ như thế. Vậy khi chúng ta đưa cho họ một cái thông tin như vậy, họ sẽ bị choáng ngợp. Và đương nhiên, khi mà cái thứ mà họ không biết, cái vùng mà họ không biết, ngay lập tức họ sẽ co cụm lại và rơi vào cái trạng thái đề phòng và sợ hãi. Và việc của chúng ta là giúp cho khách hàng từ từ bán hàng, là giáo dục khách hàng, giúp cho khách hàng từ từ nhận biết những thứ mà họ không biết trước đây, đúng không ạ? Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải cho họ giải tỏa được những cái nỗi băn khoăn, lo lắng và sợ hãi của họ. Tiếp theo nữa là chúng ta hãy cho họ hiểu được các yếu tố về pháp lý, hãy cho họ hiểu được cái chất lượng mà không như những gì họ đang sợ, đúng không ạ? Bởi vì ngoài kia rất nhiều người nói vống lên, nói quá lên, quảng cáo quá lên cái công năng, cái tác dụng của sản phẩm, nên khiến họ vô cùng lo lắng, sợ hãi, đúng không ạ? Và một điều quan trọng nữa đó là hầu như tất cả chúng ta đều tồn tại một thứ ở trong mình, đó là nỗi sợ không được yêu thương, nỗi sợ bị đánh giá, và đặc biệt là sợ mình không làm được. Vậy thì khi chúng ta gặp những cái lời từ chối, chúng ta cần phải đặt mình vào trạng thái của khách hàng. Chúng ta phải hiểu được thực sự mà khách hàng đang muốn nói với chúng ta, đằng sau những cái lời từ chối của họ là gì. Có phải thực tế những cái điều họ nói là những điều họ nói hay không, hay thực tế họ đang mượn những cái lời từ chối đó để nói với chúng ta một cái điều gì khác mà sâu xa hơn. Nhưng một cái lời từ chối thực tế mà họ đang không thể nói với chúng ta. Và việc của chúng ta là chúng ta cần phải hiểu được là
cái lời từ chối thực sự của khách hàng là gì. Yếu tố thứ năm khi mà khách hàng lời từ chối chúng ta, đó là bởi vì khách hàng đã có ác cảm với ngành MLM. Một thực tế là những người nào mà họ có ác cảm với một cái gì đó, tức là ở quá khứ họ, họ đã có những cái sự tổn thương nào đó. Chúng ta có thể quan sát rất là nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Cũng là một cái ví dụ như đơn giản là một người nhìn thấy một người bố, người mẹ mắng một đứa trẻ con, mắng con mình thôi. Nhưng có những người cảm thấy rất là bình thường. Nhưng có những người ngay lập tức họ nổi xung lên, ngay lập tức họ cảm thấy bực bội và mặc dù chuyện đó không liên quan gì đến họ, nhưng họ lập tức bị bực bội và họ phản ứng ngay với cái hành động đó. Bởi vì trong quá khứ họ đã có những cái lần họ bị như vậy, họ đã trải qua những cái cảm giác như vậy. Nên là ngay lập tức, mặc dù cái điều đó không liên quan đến họ, nhưng họ lại vin lại những cái quá khứ của họ để họ đưa ra cái phản ứng của thời hiện tại. Đó là lý do vì sao nếu như khi chúng ta thấy có những khách hàng họ ác cảm với ngành MLM thì chúng ta hãy hiểu một điều rằng có thể ở trong quá khứ họ đã từng bị lừa, có thể ở trong quá khứ họ đã từng bị thất bại, ở trong quá khứ họ đã từng bị trải nghiệm không tốt về cái lĩnh vực này. Nên khi vừa nghe nhắc đến nó thì ngay lập tức họ đã có những cái phản ứng tiêu cực. Giống như Hoài Nam ngày xưa, khi Hoài Nam bước chân vào lĩnh vực tư vấn bảo hiểm thì vô tình có lần Hoài Nam ngồi ở quán của một người bạn và hai chị em cùng làm bảo hiểm với nhau, thì hai chị em đang nói về bảo hiểm thì tự dưng không đâu một khách hàng họ đang làm gội đầu thôi, nhưng khi họ nhắc đến từ khóa bảo hiểm họ bật dậy không cả gội đầu nữa, và sau đó họ nhìn Hoài Nam và họ chửi Hoài Nam té tát, trong khi mình không hề biết họ là ai, trong khi mình không hề có mối quan hệ gì với họ và không hề đả động bất kỳ điều gì đến họ. Nhưng mà khi Hoài Nam nói đến bảo hiểm, lập tức họ bật dậy và họ chửi Hoài Nam trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Nhưng trên thực tế, bởi vì khách hàng đó họ đã từng bị một người tư vấn khác, họ làm cho khách hàng đó bị mất niềm tin, họ làm cho khách hàng đó bị tổn thương. Và Hoài Nam cảm nhận được điều đó, nên Hoài Nam không cảm thấy cáu giận, Hoài Nam chỉ cảm thấy thương cho khách hàng. Và Hoài Nam kiên nhẫn ngồi nghe khách hàng chửi trong 2 tiếng. Và sau đó một thời gian thì khách hàng đó trở thành khách hàng bảo hiểm của Hoài Nam. Đó là bởi vì khi Hoài Nam hiểu được cái nỗi đau của họ, và Hoài Nam giúp cho họ hiểu được sâu sắc của vấn đề và hiểu được cái nguyên nhân thực sự của vấn đề, thì xua tan đi những cái ác cảm của họ. Và khi mà chúng ta vượt qua được những cái khách hàng như vậy thì sau này chúng ta sẽ có thể vượt qua bất kỳ những khách hàng như thế nào. Và liệu là bạn có thể đủ kiên nhẫn để ngồi và nghe một người nào đó chửi mình trong vòng 2 tiếng mà không liên quan đến mình không ạ? Và chúng ta hãy hiểu rằng, hãy đặt mình vào họ, đúng không? Chúng ta hiểu rằng họ bị như vậy là bởi vì họ đã bị tổn thương trong quá khứ, chứ không phải họ chửi chúng ta bởi vì chúng ta, đúng không ạ? Chính vậy nên là có những cái người họ ác cảm thì đơn giản là bởi vì họ từng nghe những cái thông tin tiêu cực, mà thực tế là thông ngoài kia những cái thông tin tiêu cực vô cùng nhiều, đúng không ạ? Và đặc biệt là họ sợ bị đánh giá, họ sợ là người ta nói là mày lại làm cái cảnh đó, mày lại đi lừa đảo, và nếu như Hoài Nam trước đây, nếu Hoài Nam sợ bị đánh giá thì có lẽ là Hoài Nam đã không dám làm trong lĩnh vực tư vấn bảo hiểm, bởi vì cái thời điểm Hoài Nam lựa chọn công việc đấy thì tất cả mọi người đều nói bảo hiểm là lừa đảo, và Hoài Nam bị cả nhà phản đối một cách kịch liệt luôn, bị đuổi ra khỏi nhà, anh chị Hoài Nam từ chối luôn, và thậm chí là những người cô, những người đứa em thì nói mình không làm cái hệ thống gì. Nhưng mà bởi vì chúng ta mới là những cái người chỉ tìm hiểu nó, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta mới là những người đang nằm ở trong nó, đang hiểu nó, đang tìm hiểu về nó, thì chúng ta cần phải thay đổi cái góc nhìn, thay đổi cái quan điểm của những người xung quanh của chúng ta. Và khi mà chúng ta thay đổi họ bằng cái thái độ tiêu cực của chúng ta thì nó không mang lại kết quả, nhưng bằng cái sự ân cần, bằng cái sự lắng nghe của chúng ta thì chúng ta có thể thay đổi quan điểm của người khác đối với cái lĩnh vực kinh doanh của chúng ta. Và hãy nhớ, bán hàng là đào tạo thị trường, bán hàng là đào tạo khách hàng, đúng không ạ? Tiếp theo nữa thì chúng ta cần phải hiểu cái nguyên nhân mà khách hàng từ chối. Đó là một cái phản xạ rất là tự nhiên, bởi vì tất cả mọi người đều có một cái phản xạ tự nhiên, đó là bảo vệ bản thân mình trước những cái điều gì đó mà họ không biết, đúng không ạ? Và thứ hai, đó là bản chất của bán hàng, đó là lời từ chối. Nếu như khi chúng ta bán hàng mà không còn lời từ chối thì tức là không còn cơ hội cho những người bán hàng nữa, đúng không ạ? Và tiếp theo nữa là hầu hết khách hàng thì họ đều sợ bị mua hớ và đều sợ bị bán hàng. Họ đều sợ bị người khác bán hàng cho mình. Và nếu như chúng ta hãy đặt mình và hãy thử nghĩ mà xem, chính chúng ta cũng là những người sợ bán hàng, chứ chưa nói gì đến những khách hàng. Chúng ta là những người đang làm trong lĩnh vực bán hàng, nhưng chính chúng ta vẫn sợ bị cảm giác người khác bán hàng cho mình. Chính vậy nên hãy hiểu khách hàng của mình, đúng không ạ? Hãy luôn luôn đặt mình vào trạng thái cảm xúc của khách hàng để hiểu với mỗi hành động của chúng ta thì khách hàng sẽ có cảm giác như thế nào, đúng không ạ? Và khi các bạn là một người luôn luôn có thói quen là phân tích tâm lý của khách hàng,
phân tích cái hành vi của khách hàng trước mọi cái hành động của họ thì chúng ta mới hiểu được là họ đang ở trong trạng thái nào. Và khi chúng ta làm được điều đó thì chúng ta sẽ có thể vượt qua được mọi lời từ chối. Chúng ta sẽ hiểu và có thể làm việc được với tất cả các nhóm người khác nhau. Và tiếp theo nữa thì chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình một cái tâm thế, một cái tâm thái trước những cái lời từ chối. Vậy thì có bốn cái tâm thế mà chúng ta cần phải chuẩn bị. Đó là thay vì cái phản ứng tiêu cực đối với những lời từ chối thì chúng ta hãy dịch chuyển nó trở thành phản ứng tiêu cực. Và thay vì nỗi sợ những cái lời từ chối thì chúng ta hãy chuyển nó thành một cái cảm giác sung sướng khi chúng ta vượt qua được nó, khi chúng ta chinh phục được nó. Và thường cái nỗi đau hay sự sung sướng tiêu cực hay tích cực, nó đều ở cái lăng kính của chúng ta, ở cái góc nhìn của chúng ta. Bằng cái việc chúng ta thay đổi cái trạng thái của mình, thay đổi cái góc nhìn của mình, thì chúng ta sẽ có thể biến những cái điều tiêu cực trở thành tích cực. Và đơn giản là việc chúng ta gán nghĩa cho nó. Ví dụ như chúng ta thấy những cái lời từ chối thì chúng ta cảm thấy sợ, thì chúng ta gán nghĩa cho nó rằng nó là một cái tiêu cực. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta hãy thay đổi cái góc nhìn của mình. À, chúng ta hãy nhìn nó rằng, nhìn thấy một lời từ chối, tức là mình lại có một cơ hội để mình xử lý cái lời từ chối này. Mình lại có một cơ hội để chúng ta học thêm một cái lần nữa, một cái câu từ chối, để lần sau chúng ta không gặp phải nó. Và chúng ta lại nghĩ rằng, à, vậy là khách hàng này có lời từ chối, vậy là chúng ta có một cơ hội để bán hàng rồi. Chúng ta sắp sửa mở cửa và động được vào kho vàng rồi. Và khi chúng ta nhìn thấy cái việc mà khách hàng từ chối bằng cái góc nhìn tích cực như vậy, thì nó sẽ tạo ra một cái cho của chúng ta một cái cảm giác hưng phấn. Và thực sự khi mà Hoài Nam gặp những cái lời từ chối hóc búa, Hoài Nam luôn luôn cảm thấy rất là hứng thú, và bắt đầu Hoài Nam đặt mình vào tâm thế của khách hàng và bắt đầu đưa ra những cái phản biện với họ. Và đấy là một cuộc đấu tranh về tâm lý. Nó đơn giản một cuộc bán hàng, đơn giản là một cuộc đấu tranh của tâm lý của hai người, một người và khi mà chúng ta vượt qua được những cái cuộc chiến với tâm lý đó thì chúng ta có thể chiến thắng được. Mẹ đang giảng bài, đi xuống gác nhé. Nhưng mà bà bắt mẹ đang giảng bài, đi xuống nói bà như vậy. Ok. Và vậy thì chúng ta phải cần phải chuẩn bị cái tâm thế như thế nào? Trước tiên, đó là chúng ta cần phải hiểu rằng cái lời từ chối chính là bản chất của việc mua và bán. Trong việc mua và bán luôn luôn có những cái lời từ chối. Đấy là bản chất của vấn đề, đúng không ạ? Và thứ hai là chúng ta cần phải hiểu và nằm lòng một cái tâm lý, đó là hết lời từ chối thì chúng ta không còn cơ hội được làm. Bởi vì chúng ta thấy rằng ngày hôm nay mạng xã hội, internet nó mạnh như vậy, đúng không ạ? Nếu như khách hàng đã sẵn sàng mua hàng, họ chỉ cần lên mạng gõ từ khóa mua một sản phẩm gì đó, ngay lập tức hàng loạt cái các trang web, hàng loạt, hàng ngàn những cái lời, những cái phản hồi từ những cái lời từ chối, từ tìm kiếm của họ. Vậy thì có nghĩa là khách hàng có thể mua hàng ở bất kỳ đâu. Vậy thì khi mà khách hàng có thể dễ dàng mua bất kỳ một thứ gì thì nó không còn cơ hội cho chúng ta, đúng không ạ? Và vì có những khách hàng khó tính, vì có những khách hàng từ chối những cái người kia, những cái người khác, những cái người bán hàng khác, thì mới có cơ hội để chúng ta gặp họ, thì mới có cơ hội để chúng ta bán hàng cho họ. Nếu như ai nói họ cũng mua hàng thì chúng ta không còn cơ hội cho mình nữa. Hãy luôn luôn nhớ một điều đó. Vậy nên hãy luôn luôn cảm ơn vì cuộc đời này còn có những cái lời từ chối. Nhờ đó mà chúng ta mới có được cái công việc của ngày hôm nay, đúng không ạ? Tiếp theo nữa, đó là chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình một cái tâm thế, đó là lời từ chối chính là cái điểm tựa để chúng ta có thể chốt được hợp đồng. Hãy thử tưởng tượng, khi mà chúng ta nói với khách hàng, khi mà chúng ta mất 2 tiếng đồng hồ để trình bày những giải pháp của chúng ta với khách hàng, nói về công ty, nói về sản phẩm, nói về giải pháp, đúng không ạ? Và nói về cơ chế trả thưởng. Sau đó chúng ta lại mất thêm khoảng 15, 20 phút, thậm chí cả tiếng đồng hồ để bắt đầu giải quyết những câu hỏi của khách hàng. Sau đó khách hàng ngồi nhìn chúng ta cười, cảm ơn em, chị về nhé, và không nói bất kỳ một điều gì. Chúng ta hỏi, chị có hiểu không ạ, chị có thắc mắc gì không ạ? Không, chị không có thắc mắc gì cả. Và khách hàng chỉ ôm im lặng, ngồi cười thôi, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ không biết phải phán đoán khách hàng như thế nào, chúng ta sẽ không biết phải làm sao để chiến thắng được họ, để giúp cho họ hiểu vấn đề, đúng không ạ? Bởi vì hỏi gì họ cũng lắc, hỏi gì họ cũng cười. Nhưng mà khi họ bắt đầu đưa ra những cái phản biện của họ, thì chúng ta mới hiểu cái điều mà họ đang lo lắng là gì. Còn nếu họ không nói cái gì, đó mới là sự thất bại, đúng không ạ? Và chúng ta cần phải hiểu một cái tâm thế nữa, đó là không có lời từ chối thì chúng ta không còn khách hàng để bán, vì họ mua hàng hết rồi, làm gì còn cơ hội chúng ta nữa, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta luôn luôn hãy nhớ một điều rằng lời từ chối, khi khách hàng từ chối là cơ hội bán hàng của chúng ta bắt đầu, đúng không ạ? Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ cùng đến với cái phần là cái kỹ thuật để hóa giải lời từ chối. Chúng ta phải hiểu rằng
luôn luôn có cái lời từ chối như vậy. Thì làm thế nào để chúng ta có thể hóa giải cái lời từ chối đó? Làm thế nào để chúng ta có thể biến những cái lời từ chối đó trở thành cái cơ hội để chúng ta chốt sale? Thì chúng ta cần phải nắm được cái kỹ thuật để hóa giải lời từ chối. Bởi vì trong cái việc cái chúng ta khi mà chúng ta nắm được cái kỹ thuật nền tảng, cái kỹ thuật căn bản của nó, thì khi gặp bất kỳ cái lời từ chối nào, chúng ta đều có thể xử lý nó một cách ngon lành, đều có thể hóa giải nó một cách ngon lành. Còn nếu chúng ta chỉ là học về thôi, chúng ta chỉ thuộc những cái câu từ chối mà Hoài Nam đưa ra ngày hôm nay thôi, thì sau này khi gặp những cái lời từ chối khác, các bạn sẽ không biết cách xử lý nó như thế nào. Và kỳ vọng ngày hôm nay của Hoài Nam là mong muốn rằng khi các bạn học được cái bài này rồi, thì các bạn sẽ có thể tự mình hóa giải bất kỳ lời từ chối nào, bao gồm cả những cái lời từ chối chúng ta chưa bao giờ được học và lần đầu tiên chúng ta được nghe, nhưng chúng ta vẫn có đủ sự tinh tấn, đủ sự tinh tế để chúng ta có thể vượt qua nó một cách nhẹ nhàng nhờ cái quy trình, cái công thức bài bản đã được chuẩn bị sẵn, đúng không ạ? Và người ta nói rằng thành công có phương pháp, thất bại có nguyên nhân. Ngày hôm nay chúng ta học kỹ thuật này bởi vì chúng ta mong muốn rằng khi chúng ta ra ngoài thương trường, chúng ta không bị đau thương, và thao trường có đổ mồ hôi thì thương trường bớt thương đau, đúng không ạ? Đầu tiên ạ, chúng ta sẽ bước tới là 5 kỹ thuật hóa giải lời từ chối, 5 bước để hóa giải lời từ chối. Chúng ta sẽ hiểu rằng các cái kỹ thuật này nó giúp cho chúng ta luôn luôn với bất kỳ lời từ chối nào thì chúng ta cần phải đi qua 5 bước này. Nếu như chúng ta đi tắt bỏ bước thì chúng ta sẽ vấp phải những cái lời từ chối tiếp theo, đúng không ạ? Và việc mà chúng ta hiểu thuần thục được 5 cái bước xử lý lời từ chối này là giúp chúng ta sẽ có thể hóa giải được một cách thuận lợi từng cái lời từ chối. Và hãy nhớ một điều, đừng bao giờ ăn cắp bước, đừng bao giờ đi tắt, bởi vì nó là cái công thức đã được minh chứng là thành công. Và việc của chúng ta là hãy học từ những công thức thành công đã được minh chứng, đúng không ạ? Bước đầu tiên khi chúng ta đón nhận bất kỳ một lời từ chối nào, chúng ta hãy học cách lắng nghe. Lắng nghe nó gồm 2 từ, lắng và nghe. Lắng tức là chúng ta cần phải tĩnh lại để chúng ta nhìn sâu vào cái lời từ chối của khách hàng, để chúng ta hiểu được thực sự khách hàng đang muốn nói với chúng ta điều gì đằng sau cái lời từ chối đó, đúng không ạ? Ví dụ như anh không có thời gian đâu, nhưng mà có thực sự là khách hàng đang nói với chúng ta là họ không có thời gian không, hay là đằng sau đó là một cái nỗi sợ gì đó, hay đằng sau đó là một cái lời từ chối gì đó mà chúng ta không hiểu được. Nên có đôi khi chúng ta chỉ nghe cái lời từ chối đó và ngay lập tức nhảy vào vồ vập xử lý lời từ chối đó thì chúng ta sẽ không vượt qua nó được, mà sau khi xong cái lời từ chối đó lại thêm A, B, C, D và N những cái lời từ chối khác. Vậy thì việc của chúng ta là lắng nghe cái điều thực sự mà khách hàng đang muốn nói với chúng ta là gì, đúng không ạ? Và bước thứ hai là chúng ta cần phải đồng cảm với khách hàng. Hãy nhớ, trong một cuộc bán hàng, trong một cuộc nói chuyện, thì hãy làm sao đó để tất cả mọi người tham gia cuộc nói chuyện đó đều chiến thắng. Nếu như có một người chiến thắng thì sẽ có một người khác chiến bại, đúng không ạ? Và chắc chắn rằng trong một cuộc đàm phán bán hàng sẽ, nếu người thắng thì sẽ người kia thua, thì họ sẽ không cảm thấy hạnh phúc và họ sẽ cảm thấy bực bội, và đương nhiên cuộc bán hàng sẽ không diễn ra. Để thành công, chúng ta hãy khiến cho cả hai người, tất cả những cái người liên quan đó đều thắng. Người mua hàng thắng, người bán hàng thắng, đúng không ạ? Và để mà làm được điều đó thì chúng ta cần phải kéo gần khoảng cách của khách hàng lại với mình bằng cái việc chúng ta đồng cảm với họ. Có rất nhiều người có thói quen khi mà khách hàng đưa ra lời từ chối ngay lập tức phản biện, không, chị nói sai rồi. Và như vậy, từ không đó ngay lập tức đẩy khách hàng đi xa khỏi mình. Nhưng mà thay vì vậy, chúng ta hãy kéo gần khoảng cách lại. Và khi khoảng cách càng gần thì tình cảm lại càng khăng khít. Chính vậy nên chúng ta cần phải đi qua bước 2, đó là đồng cảm. Tức là hãy thể hiện cái sự đồng thuận của mình, hãy thể hiện mình đứng về phía khách hàng, hãy thể hiện rằng mình hiểu họ, mình hiểu những gì họ đang muốn nói với mình đứng về phía họ, mình là đồng minh của họ. Và như vậy chúng ta cho khách hàng cái cảm giác an toàn đối với cái người đối diện, đúng không ạ? Và khi họ có cảm giác an toàn rồi thì họ mới sẵn sàng chia sẻ với chúng ta những cái điều tiếp theo. Còn khi chúng ta phản đối họ, ngay lập tức họ lập rào cản với chúng ta, và khi một cái rào cản đã được thiết lập thì không thể nào chúng ta bước qua được nó, và nó tạo ra khoảng cách và ranh giới và biến hai người trở thành hai chiến tuyến khác nhau, hai đối thủ với nhau. Và đã là hai đối thủ thì chỉ có đấu tranh thôi, và chắc chắn rằng khi mà đưa cái tâm thế của khách hàng thành đối thủ rồi thì không thể nào chúng ta bán hàng được, đúng không ạ? Vậy thì bước thứ hai
Bước thứ hai chúng ta cần phải thuần thục mỗi yếu tố, đó là hãy thể hiện sự đồng cảm của mình với những điều khách hàng đang nói. Bước thứ ba là làm rõ và cô lập vấn đề. Làm rõ là cái bước mà chúng ta hiểu, chúng ta xác nhận lại cái điều mà khách hàng thực sự lo lắng. Và sau đó chúng ta có thể khoanh vùng nó lại rằng tất cả những cái yếu tố khác nó không quan trọng nữa. Và bây giờ đây là những điều duy nhất anh chị lo lắng, phải không ạ? Và khi mà chúng ta đã khoanh vùng được, đã cô lập được nó rồi, thì chúng ta sẽ không bị mắc phải thêm cái lời từ chối B, C, D, N, N nữa, đúng không ạ? Bởi vì khi mà chúng ta cô lập vấn đề lại, thì tức là khách hàng thấy rằng à, đây là những cái thứ quan trọng nhất, đó, đây là những cái nguyên nhân cơ bản nhất khiến cho tôi cảm thấy lo lắng và không dám mua hàng. Và việc chúng ta là hãy làm rõ cái vấn đề mà khách hàng đang lo lắng nhất và tập trung xử lý cái vấn đề đó. Có thể khi chúng ta hỏi thêm thì khách hàng có thêm 1, 2 hoặc 3 cái lời từ chối. Thường thì có khoảng 3 lời từ chối là hết rồi. Nhưng nếu chúng ta không cô lập vấn đề thì sau khi chúng ta trả lời xong câu hỏi này, lập tức sẽ có thêm câu hỏi khác, đúng không ạ? Và trả xong câu hỏi khác kia lại lập tức có thêm, và cứ như vậy thì không bao giờ kết thúc được những lời từ chối của khách hàng. Nhưng khi các bạn đi vào cái bước là làm rõ và cô lập vấn đề thì giúp chúng ta hiểu một cách chính xác cái điều khách hàng đang nói với chúng ta, và giúp chúng ta hãy co cụm lại 10 lời từ chối, nó chỉ còn cô lại chỉ còn khoảng 2-3 lời từ chối thôi. Và chắc chắn rằng xử lý 2-3 lời từ chối thì luôn luôn dễ hơn rất nhiều so với xử lý 10 lời từ chối, đúng không ạ? Và đến bước thứ tư là chúng ta đi vào cái bước hóa giải vấn đề. Đây là cái bước quan trọng nhất, đúng không ạ? Và khi chúng ta hiểu được vấn đề của khách hàng rồi thì chúng ta mới có cái bước, mới có phương pháp để hóa giải nó. Còn khi chúng ta không hiểu được thực tế cái vấn đề của khách hàng là gì thì chúng ta giống như kiểu chúng ta khách hàng nói điểm A chúng ta đi đến điểm B, đúng không ạ? Thì không bao giờ chúng ta xử lý được trọn vẹn cái vấn đề. Và trong khi cái bước thứ 4 này là để chúng ta đi vào xử lý từng cái lời từ chối cụ thể của khách hàng. Và trong cái bước 4 này thì Hoài Nam sẽ hướng dẫn với các bạn là 5 cái kỹ thuật để chúng ta có thể hóa giải lời từ chối. Và đến bước cuối cùng là cái bước nhẹ nhàng nhất. Khi mà chúng ta đi qua bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 rồi thì đến bước 4 nó là một cái phương pháp vô cùng tự nhiên, và gần như chúng ta chỉ cần mặc định sự đồng ý của khách hàng. Và đang sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta đi qua 5 cái bước này để biến một cái cuộc bán hàng nó trở thành một cuộc mua bán vô cùng nhẹ nhàng và khách hàng mua hàng một cách vô cùng tự nhiên và tự tại, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với bước tiếp theo. Đó là khi chúng ta đã biết được có 5 bước để hóa giải lời từ chối rồi, thì trong cái bước xử lý lời từ chối nó sẽ có 5 cái kỹ thuật. Và khi chúng ta thuần thục được 5 cái kỹ thuật này thì mọi lời từ chối chúng ta chỉ cần xoay quanh 1 hoặc 2 hoặc 3 cái kỹ thuật này là chúng ta sẽ có thể hóa giải được tất cả lời từ chối. Đôi khi chúng ta chỉ cần dùng 1 kỹ thuật thôi, nhưng đôi khi chúng ta có thể kết hợp hoặc 2 hoặc 3 cái lời từ chối vào thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái câu trả lời vô cùng hoàn hảo cho khách hàng, và mặc định và khách hàng sẽ đến với cái cuộc mua bán một cách rất là nhẹ nhàng. Vậy thì cái kỹ thuật đầu tiên trong cái bước hóa giải lời từ chối đó là cái kỹ thuật là thắp lửa lòng. Khi mà chúng ta đọc cái từ khóa là thắp lửa lòng thì chúng ta đã cảm thấy một cái gì đó nó thuộc về phía bên trong, nó đã cảm thấy một cái gì đó gần gũi, thân thương và dễ giống như kiểu mà chúng ta đang khơi dậy cái tình yêu thương của họ, đúng không ạ? Và chính cái kỹ thuật này là như vậy, cái tên nó lên tất cả, đúng không ạ? Thắp lửa lòng chính là một cái phương pháp giúp chúng ta khơi dậy lên cái tình yêu thương và chúng ta chạm vào, đánh vào tử huyệt tình yêu thương của khách hàng. Bởi vì tất cả mọi người chúng ta đều có những cái tử huyệt, và cái tử huyệt quan trọng nhất đó là tử huyệt tình yêu thương. Nó là tử huyệt tình yêu thương đối với bản thân, nó là tử huyệt tình yêu thương đối với gia đình, đối với cộng đồng, đối với xã hội. Và trong cái sâu thẳm nhất của tất cả mọi con người đều có cái tử huyệt này, đều có tình yêu thương này. Vậy thì khi chúng ta khơi dậy cái tình yêu thương trong họ, nó giúp cho họ cảm thấy cái giá trị của mình cao hơn, nó cảm thấy cái ý nghĩa của cuộc sống cao hơn rất là nhiều so với cái việc giữa cái ý nghĩa của cuộc sống, ý nghĩa của bản thân mình, cái giá trị bản thân mình nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với việc mua hàng, đúng không ạ? Và chúng ta trong cái tí nữa bước sang phần từ chối thì Hoài Nam sẽ đi vào từng cái câu hỏi cụ thể, thì Hoài Nam sẽ nhìn thấy đâu, cho các bạn thấy đâu là cái kỹ thuật về thắp lửa lòng để chúng ta sẽ cùng áp dụng nó, đúng không ạ? Một cái kỹ thuật thứ hai gọi là kỹ thuật truyền trả bóng. Đây là một kỹ thuật mà Hoài Nam áp dụng cực kỳ nhiều. Và khi Hoài Nam áp dụng nó thì Hoài Nam thấy nó thực sự hiệu quả hơn hẳn so với những cái kỹ thuật khác. Bởi vì sao ạ? Bởi vì thay vì chúng ta trả lời bằng một câu trả lời, đúng không ạ? Thì chúng ta trả lời bằng một câu hỏi. Và các bạn có đồng ý với Hoài Nam một điều rằng khi mà chúng ta đặt câu hỏi
thì đối phương sẽ phải suy nghĩ, đúng không ạ? Khi đặt câu hỏi thì cái não chúng ta bắt đầu nó phải vận động, nó bắt đầu phải suy nghĩ để tự tìm ra câu trả lời. Và cái kỹ thuật này nó khiến cho chúng ta truyền lại những cái gì, nếu các bạn đã chơi bóng chuyền thì chúng ta thấy rằng cái kỹ thuật chơi bóng chuyền đó là khi mà hai đội chơi chúng ta sẽ giành nhau một quả bóng, và chúng ta, việc chúng ta là chuyền quả bóng từ bên này sang bên kia, và chúng ta không được phép giữ cái quả bóng quá lâu. Và khi nào chúng ta ra những cái cú quyết định mà đối phương không có đáp trả lại được thì chúng ta sẽ là người chiến thắng. Và trong cái này, trong cái phương pháp này cũng vậy, nó chính là áp dụng từ cái mô hình cái trò chơi chuyền bóng như vậy, là chúng ta cứ chuyền đi chuyền lại cái câu hỏi của khách hàng, và cái câu hỏi của khách hàng chính là cái sự bắt đầu của câu hỏi của chúng ta. Và việc chúng ta là luôn luôn trả lời khách hàng bằng những câu hỏi, và khi trả lời bằng câu hỏi như vậy, các bạn sẽ thấy rằng chúng ta không cần phải bán hàng mà tự khách hàng quyết định mua hàng, và chúng ta không cần phải giải thích nhiều nhưng tự khách hàng biết họ phải làm gì, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là kỹ thuật chính vì ba chấm và nên. Ví dụ như khách hàng bảo là anh không có thời gian đâu, thì chúng ta sẽ dùng đúng cái lý do của khách hàng để trở thành cái động lực để họ phải làm. Ví dụ như chính vì anh không có thời gian nên anh lại càng phải làm công việc này bởi vì ABCD, đúng không ạ? Và việc chúng ta là lấy cái rào cản đó trở thành động lực, trở thành lý do mà họ cần phải thay đổi, họ cần phải mua hàng từ chúng ta. Đến bước thứ năm là đến bước thứ tư, kỹ thuật thứ tư đó là kỹ thuật giải thích thêm. Đó là chúng ta sau khi mà chúng đã trình bày với khách hàng rồi và khi mà họ đưa ra lời từ chối, thì có những lúc mà chúng ta sẽ cần phải giải thích thêm để bồi đắp thêm thông tin cho khách hàng hiểu được cái vấn đề. Và đây là kỹ thuật để giúp cho khách hàng hiểu rõ hơn, hiểu sâu hơn về sản phẩm, dịch vụ mà chúng ta muốn cung cấp cho khách hàng. Và cái giải quyết cái dịch vụ của chúng ta nó giải quyết, nó đáp ứng được cái vấn đề gì của khách hàng, chúng ta cần phải cho họ hiểu rõ, cần phải cho họ có thêm thông tin để họ có thêm cái cơ sở niềm tin đối với sản phẩm dịch vụ mà chúng ta cung cấp cho họ. Đến cái bước thứ năm thì Hoài Nam khá là ít sử dụng cái kỹ thuật này, đó là kỹ thuật chuyển sang bên. Tức là có đôi khi những cái lời từ chối chỉ là mượn cớ thôi. Khi mà chúng ta đủ tinh tế và hiểu được rằng cái lời từ chối này trên thực tế nó không phải là lời từ chối, mà nó chỉ là một cái viện cớ nào đó thôi, thì chúng ta hoàn toàn có thể tạm gác lại cái băn khoăn của khách hàng và thay vào đó giúp cho khách hàng tìm hiểu thêm về quyền lợi của họ khi tham gia, khi hợp tác, khi mua hàng của chúng ta, họ sẽ được nhận được cái gì. Đấy là năm cái kỹ thuật hóa giải lời từ chối. Trước tiên thì bạn hãy cứ viết xuống nó đã, hãy viết xuống năm cái kỹ thuật này, và sau đó thì bước sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi vào để áp dụng nó trong cái từng cái lời từ chối của họ, của khách hàng. Và khi mà đưa ra các lời từ chối thì Hoài Nam sẽ phân tích với các bạn là chúng ta đang dùng cái kỹ thuật nào để sau này các bạn sẽ có thể làm chủ được cả năm cái kỹ thuật này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thuần thục được năm bước hóa giải lời từ chối, và chúng ta thuần thục được năm cái kỹ thuật hóa giải lời từ chối này thì sẽ không có bất kỳ lời từ chối nào có thể khiến cho bạn gặp khó khăn, khiến cho bạn băn khoăn, lo lắng hay lúng túng cả, mà chỉ cần làm thuần thục 5 bước hóa giải lời từ chối, 5 kỹ thuật hóa giải lời từ chối này, bạn sẽ vượt qua bất kỳ lời từ chối nào, ngay cả với những cái lời từ chối bạn chưa từng nghe, chưa từng biết bao giờ, đúng không ạ? Các bạn có thấy hứng thú không ạ? Và chúng ta sẽ cùng đi đến phần tiếp theo, phần 3 của chương trình ngày hôm nay. Đó là bài học liên quan đến các cái lời từ chối thường gặp khi chúng ta bán hàng hay chúng ta tuyển dụng, đúng không ạ? Và hãy nhớ, ngày hôm nay Hoài Nam chỉ đưa ra mẫu một số các lời từ chối thôi. Và chúng ta luôn luôn, bởi vì Hoài Nam sẽ không thể nào mà liệt kê hết cả những cái, ví dụ như là cái bước là lắng nghe này, đồng cảm, đúng không ạ? Hay làm rõ, cô lập vấn đề. Hoài Nam sẽ đi luôn vào cái bước thứ tư, đúng không ạ? Là bước hóa giải lời từ chối. Nhưng mà mặc định chúng ta cần phải hiểu với nhau rằng chúng ta sẽ phải đi qua đủ 5 bước, đúng không ạ? Lắng nghe, đồng cảm, làm rõ, cô lập vấn đề. Sau đó mới đi vào phần từ chối. Và những cái bước lắng nghe đồng cảm thì nó sẽ có một số một cái câu mà thường xuyên sử dụng như sau. Ở cái bước lắng nghe, nó sẽ quay lại phần này, chúng ta sẽ đi vào những cái câu mà chúng ta hay sử dụng trong cái bước lắng nghe. Em hiểu điều anh muốn nói trong bước 1, những cái câu chúng ta sẽ thường dùng khi thể hiện cái sự lắng nghe của mình. Em hiểu điều anh muốn nói, đấy là cái phần đồng cảm. Ngoài lo lắng này, anh chị còn băn khoăn điều gì không ạ? Em hiểu, anh có thể nói rõ thêm về điều anh đang muốn được không ạ? Anh có thể nói rõ hơn cho em biết được không ạ? Còn gì nữa không ạ? Đấy là cái thể hiện chúng ta đang lắng nghe. Và khi mà
lắng nghe như vậy thì chúng ta cần phải phối hợp giữa gật đầu, mỉm cười, đúng không ạ? Còn gì nữa không ạ? Vâng ạ, em hiểu. Còn gì nữa không ạ? Và câu thần chú là còn gì nữa không ạ? Nó thể kể cả các bạn thì cần áp dụng cái kỹ thuật này khi mà chúng ta đi giao tiếp hay đi nói chuyện với bạn bè mình thôi, thì tự dưng chúng ta sẽ trở thành một người bạn vô cùng tuyệt vời, bởi vì chúng ta là người biết lắng nghe, biết thấu hiểu. Đôi khi chúng ta không cần nói gì cả, chỉ cần gật đầu, mỉm cười và còn gì nữa không ạ? Thế là đã đủ cho đối phương rồi, đúng không ạ? Và đấy là cái cách mà thể chúng ta thể hiện cái sự trân trọng của mình đối với cái câu chuyện mà khách hàng đang nói với chúng ta. Và hãy nhớ không bao giờ được phép cầm điện thoại và còn gì nữa không ạ? Sao lại cắm đầu vào còn gì nữa không ạ? Không có làm như vậy, mà chúng ta hãy hiện diện một cách trọn vẹn tại cái khoảnh khắc đấy. Và hãy, anh chị có thể giúp em hiểu rõ hơn được không ạ? Còn gì nữa không ạ? Gật đầu, vâng ạ. Còn gì nữa không ạ? Đấy, cứ làm như thế thôi thì khách hàng sẽ đầu tuôn hết những điều mà họ đang lo lắng. Và khi mà họ nói nhiều, người ta nói rằng khi mà cảm xúc đi lên thì trí tuệ đi xuống. Khi mà chúng ta nói chuyện với họ, khi chúng ta đồng cảm và khi chúng ta thể hiện sự lắng nghe như vậy, thì khách hàng sẽ nói và nói dai, nói dài thành nói dở. Và khi khách hàng nói nhiều thì chúng ta có thêm nhiều thông tin. Và hãy nhớ câu bấu chốt ở đây, bí quyết ở đây nằm ở việc mỉm cười, gật đầu, còn gì nữa không ạ? Thế thôi, đúng không ạ? Sang bước thứ hai là bước đồng cảm ạ, thì có một số các từ mà chúng ta hãy lên áp dụng, đó là em rất hiểu suy nghĩ của anh, em hiểu suy nghĩ của anh chị, trước đây em cũng như vậy, rất nhiều khách hàng của em cũng có lo lắng y chang như anh chị. Các bạn chỉ cần dùng ba câu này thôi, những cái câu như vậy, những cái từ khóa như vậy là đã đủ thể hiện là sự đồng cảm rồi, đúng không ạ? À, thể hiện như vậy. Sau đó đến bước thứ ba là ngoài cái lo lắng về việc mình không có thời gian, anh chị còn lo lắng gì không ạ? Đúng không ạ? Đấy là câu về cô lập vấn đề để khai thác thêm thông tin. Hoặc chúng ta có thể rằng hỏi rằng có phải ý anh chị muốn nói rằng anh chị đang không có thời gian để sắp xếp để học tập hay để làm việc phải không ạ? Đúng không ạ? Đấy là cái việc làm rõ, đúng không ạ? Là hỏi lại cái lời từ chối của khách hàng, có phải ý khách hàng đang muốn nói với chúng ta là như vậy hay không, đúng không ạ? Hay là khách hàng nói rằng tôi đang lo lắng về vấn đề pháp lý, thì chúng ta hỏi lại là có phải anh đang lo lắng bởi vì công ty chưa có giấy phép kinh doanh ở Việt Nam phải không ạ? Ví dụ như vậy. Thì đó là bước làm rõ. Và đến bước cô lập là ngoài cái lo lắng về giấy phép kinh doanh này thì anh chị còn lo lắng nào khác nữa không ạ? Và khi hỏi, hãy luôn luôn mỉm cười. Hãy luôn luôn mỉm cười như vậy. Thì bắt đầu khách hàng sẽ nói ừ, anh chị còn sợ cái này, anh chị còn sợ cái kia. Và thường thì xong đó chúng ta lại dùng còn gì nữa không ạ? Và thường thì Hoài Nam thấy rằng khi Hoài Nam áp dụng đúng đủ 5 bước này thì thường khách hàng chỉ đưa ra được khoảng 3 lời từ chối là hết rồi. Và sau khi vượt qua 3 cái lời từ chối đó, thế là mọi việc coi như xong. Và mình chỉ cần nhẹ nhàng, anh chị lựa chọn chuyển khoản hay tiền mặt, thế là đóng đơn. Đó, các bạn hãy áp dụng nó, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào từng cái câu từ chối mà chúng ta thường gặp nhất, những cái câu cốt lõi nhất trong ngày hôm nay. Và đến cái bước này thì Hoài Nam đã diễn giải nó thành một cái câu văn mà với Hoài Nam muốn nhân bản nó. Nên Hoài Nam muốn các bạn là chỉ cần học thuộc nó thôi. Bởi vì đây là những câu từ chối nhiều nhất mà chúng ta hay gặp khi mà tư vấn và bán hàng. Và chúng ta chỉ cần thuộc lầu nó thôi là chúng ta đã có thể vượt qua nó được rồi, không cần phải sáng tạo nhiều, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ đi vào câu từ chối đầu tiên, là cái câu mà gần như trong mọi lĩnh vực bán hàng thì chúng ta đều gặp phải, đó là hiện tại tôi chưa có tiền để tham gia, hay là tôi không có tiền, đúng không ạ? Thì đây là câu hỏi mà gần như khách hàng nào họ cũng đều viện vào cớ này để họ từ chối chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ có các cách như sau. Bước đầu tiên đương nhiên là lắng nghe đồng cảm, đúng không ạ? Lắng nghe, vâng ạ, em hiểu. Ngoài cái việc không có tiền thì anh chị còn băn khoăn điều gì nữa không ạ? Đúng không ạ? Đấy là lắng nghe, vâng ạ, em hiểu. Và bắt đầu chúng ta đầu khai thác thêm thông tin. Em cũng đồng ý với anh, chắc là cái việc mà cái lương anh chị như vậy rồi việc con cái học hành như vậy chắc là tiêu tốn lắm phải không anh? Với em thấy rằng bây giờ mình cho con đi học, ví dụ chúng ta hiểu khách hàng đang cho con đi học trường quốc tế này, em thấy rằng đi học trường quốc tế thì chắc một tháng cũng phải mất vài chục triệu tiền học anh nhỉ? Thì bắt đầu khách hàng ui vài chục triệu thế nào, từng này tiền. Và bắt đầu khách hàng khi mà chúng ta hỏi về những cái vấn đề liên quan đến họ thu nhập bao nhiêu ấy, thì thường khách hàng sẽ rất là sợ trả lời và thường họ sẽ giấu hoặc hay là họ sẽ nói dối, đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta hỏi về chi tiêu
thì bắt đầu ngay lập tức họ sẽ phun ra, họ sẽ nói ra rất nhiều. Họ sẽ, bởi vì lúc đấy cái tâm lý của họ là mình phải nói là mình chi tiêu vô cùng nhiều để cho nó không bán hàng với mình nữa. Cái tâm lý là như vậy. Và bắt đầu họ kể với chúng ta là ui, à, hàng ngày chị vậy à, đi tiền học như thế này, tiền ăn uống xe cộ, bắt đầu họ kể rất nhiều thứ chi tiêu, đúng không ạ? Và sau khi họ kể xong rồi thì chúng ta đồng cảm với họ. Đúng là trước đây khi em bắt đầu lựa chọn công việc này, em cũng có lo lắng, đúng như chị, em cũng nghĩ rằng mình không có tiền để tham gia. Và rất nhiều khách hàng của em cũng có một băn khoăn y gì như anh chị, đúng không ạ? Nhưng ngoài việc mà anh chị lo lắng rằng mình không có tiền để tham gia, thì anh chị còn cái băn khoăn nào nữa không ạ? Đấy, xong rồi khách hàng trả lời thì chúng ta hỏi còn gì nữa không ạ? Và đến cái bước thứ tư, đó là chúng ta đi vào là xử lý lời từ chối, đúng không ạ? Khi chúng ta hiểu được là khách hàng đưa ra khoảng 3 lời từ chối thì chúng ta bắt đầu đi vào xử lý cái lời từ chối là chưa có tiền để tham gia. Thì câu hỏi là của chúng ta là anh chị vẫn đi làm hàng ngày chứ ạ? Đây là kỹ thuật truyền trả bóng, đúng không? Khách hàng nói không có tiền thì chúng ta quay ngược lại là anh chị vẫn đi làm hàng ngày chứ ạ? Đúng không ạ? Và tiếp theo chúng ta hỏi lại là tại sao anh chị lại không có tiền? Như vậy là thu nhập của anh chị đang rất quan trọng đối với gia đình mình, phải không ạ? Đấy, hôm nay anh chị đang đầu tư cho, hôm nay anh chị đang đầu tư có 23 triệu cho sức khỏe của mình mà anh chị còn không có. Vậy thì sẽ ra sao nếu như một ngày đẹp trời bác sĩ nói anh chị phải chuẩn bị cho mình 300 hoặc 500 triệu để bảo vệ cho sức khỏe của mình? Liệu lúc đó anh chị có nói rằng anh chị không có tiền không, hay anh chị sẽ bán nhà bán xe để lo cho sức khỏe của mình, đúng không? Đấy, và khi chúng ta hỏi như này thì khách hàng bắt đầu chuột dạ, và chúng ta nói rằng anh chị có đồng ý với em là khi chúng ta chủ động chăm sóc sức khỏe của mình thì luôn luôn tốt hơn việc chúng ta bị động chăm sóc sức khỏe, đúng không ạ? Mà chắc chắn rằng cái chi phí để chăm sóc sức khỏe thì luôn luôn rẻ hơn rất nhiều so với chi phí chữa bệnh, phải không ạ? Đấy, chúng ta có thể hỏi thêm một hai câu như vậy. Thì đồng thời chúng ta bắt đầu mượn thêm một số các thông tin bên lề, ví dụ như là cái xe máy anh chị đi 1-2 năm thì cũng cần phải bảo dưỡng định kỳ. Vậy cho em hỏi, cái tòa lâu đài chính là cơ thể của anh chị, nơi anh chị đang ở trong đó 24 giờ trên 7 ngày, 365 ngày trên 1 năm, thì đã bao nhiêu lâu rồi anh chị không bảo dưỡng nó, đúng không ạ? Cái câu này là câu hỏi để khiến cho khách hàng phải suy nghĩ. Đây là kỹ thuật truyền trả bóng, đúng không ạ? Đó. Và cách hai, chúng ta sẽ có thể hỏi rằng chính vì chúng ta bắt đầu sử dụng cái kỹ thuật là chính vì nên, đúng không ạ? Chính vì anh chị không có tiền nên hôm nay em mới chia sẻ cho anh chị cái cơ hội để anh chị có thể gia tăng cái thu nhập cho gia đình mình. Anh chị có đồng ý với em rằng hành động cũ sẽ không bao giờ mang lại kết quả mới? Anh chị làm cái công việc hiện tại bao nhiêu năm rồi, vậy mà đến một khoản nhỏ là có 23 triệu để chăm sóc sức khỏe cho mình, anh chị cũng không sẵn sàng để khởi nghiệp, anh chị cũng không sẵn sàng dám đầu tư để bảo vệ cho sức khỏe của mình, thì sẽ ra sao, đúng không ạ? Chỉ có một khoản nhỏ như vậy mà anh chị cũng không sẵn sàng để khởi nghiệp, thì anh chị lại càng phải nghiêm túc để nắm bắt cơ hội này, đúng không ạ? Vì lúc đó chúng ta thấy rằng họ sẽ nghĩ rằng đúng thật, mình đã làm bao nhiêu năm với công việc kia nhưng mình vẫn không có thêm cái khoản thu nhập nào. Đó là lý do mà họ cần phải thay đổi cái cuộc sống mới, họ cần phải thay đổi công việc mới, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ hỏi những câu hỏi như vậy. Tiếp theo là chúng ta có thể hỏi là nếu em có một giải pháp giúp cho anh chị có thể gia tăng thêm 5, 10, thậm chí 20 triệu một tháng bằng việc tranh thủ làm thêm 2 đến 3 giờ mỗi ngày, anh chị có quan tâm không ạ? Ở trên họ đang nói rằng họ đang rất là tốn tiền, họ đang có phải chi tiêu rất là nhiều và thu nhập của họ đang không đủ. Đấy, thì chúng ta sẽ viện, đúng không? Vậy thì em có một cái phương pháp giúp cho anh chị có thể gia tăng thêm thu nhập cho mình 5, 10 triệu, thậm chí 20 triệu. Và nếu như anh chị làm tốt, thậm chí có thể kiếm được hàng trăm triệu, anh chị có muốn tìm hiểu không ạ? Đúng không? Và cái từ khóa ở đây đó là chúng ta phải khiến cho khách hàng phải nói ra vấn đề của họ. Họ không có tiền, họ đang tiêu tốn rất là nhiều, thì chúng ta mới có thể đưa ra cái giải pháp để họ giải quyết vấn đề là họ đang tiêu tốn rất là nhiều như vậy, đúng không ạ? Các bạn hãy chụp lại câu hỏi này nhé. Đến cái câu hỏi thứ hai mà chúng ta sẽ cần phải nắm bắt. Bước thứ năm là chúng ta sẽ mặc định, không cần chờ đợi câu trả lời của khách hàng. Sau khi chúng ta hỏi xong, dừng lại khoảng 30 giây thì chúng ta sẽ mặc định sự đồng ý. Bán hàng là mặc định sự đồng ý. Chúng ta có thể đưa câu hỏi là anh chị chọn gói 23 triệu hay gói 12 triệu, đúng không ạ? Hay là nếu mà chúng ta hay đang nói với họ về cái
cái CV, thì chúng ta có thể anh chị chọn đơn 1.000 CV hay đơn 400 CV, luôn luôn đưa ra một cái thứ cao hơn so với cái thứ chúng ta định bán, đúng không ạ? Chúng ta đang định bán đơn 400 CV thì chúng ta không thể nào nói với họ là đơn 400 hay đơn 200 được, mà chúng ta sẽ phải nói là đơn 1.000. Và cái thứ mà chúng ta muốn họ mua thì chúng ta hãy nói ở cuối. Cái thứ mà chúng ta muốn họ nhớ, chúng ta hãy nói ở đầu. Chúng ta hãy nhớ, hãy nói với họ là đơn 1.000 hay đơn 400, thì họ sẽ mặc định là à, chắc là mọi người hay mua đơn 1.000. Và đơn 1.000 họ thấy ui nhiều quá, thế thì mình chỉ có thể mua đơn 400 thôi. Và nó đúng vào cái điều chúng ta mong muốn nói với họ, đúng không ạ? Hay chúng ta có thể hỏi là anh chị lựa chọn chuyển tiền khoản à, anh chị lựa chọn tiền mặt hay chuyển khoản. Thế là xong, đấy gọi là đóng đơn. Và đấy gọi là mặc định sự đồng ý. Chứ chúng ta sẽ không hỏi là anh chị có mua hàng hay không ạ? Có hay không? Thì câu trả lời luôn luôn là không. Được nào? Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi về vấn đề giấy phép chưa có, tôi đang lo lắng về vấn đề pháp lý. Với câu hỏi này chúng ta cũng đi qua đúng tuần tự 5 bước như vậy. Em hiểu lo lắng của anh, hầu hết những khách hàng của em đều như vậy. Và trước đây khi lựa chọn công việc kinh doanh này, khi đầu tiên lần đầu tiên tìm hiểu về nó, em cũng đồng hệt anh chị, em cũng lo lắng về vấn đề pháp lý. Đúng không? Mình lắng nghe, đồng cảm, đứng về phía của họ, đúng không? Và tiếp theo nữa, bắt đầu ngoài cái lo lắng về vấn đề pháp lý, anh chị còn lo lắng điều gì nữa không ạ? Bắt đầu khách hàng kể ra ABCD, xong lại hỏi còn gì nữa không ạ? Chắc hết rồi, anh chị chỉ lo lắng từng ý thôi. Thì khi mà họ nói là hết rồi thì chúng ta bắt đầu mới bước vào cái bước xử lý lời từ chối. Và trong này ạ, thì bắt đầu chúng ta sẽ sử dụng một cái câu chuyện để bán hàng. Thì Hoài Nam bây giờ đang bán đất, thì Hoài Nam có kể một câu chuyện là bây giờ mọi người mua đất rất là nhiều, đúng không? Họ thấy rằng cái đất so với 2 năm trước so với bây giờ nó đang tăng giá rất là nhiều. Nên Hoài Nam có kể một câu chuyện như thế này. Các bạn có thể áp dụng một câu chuyện khác tương tự như vậy. Hoài Nam kể rằng em có một anh bạn là chủ tịch ở thị trấn và cách đây 6 năm thì ví dụ như Hoài Nam ở Châu Quỳ thì Hoài Nam sẽ nói là em có một anh bạn thân là chủ tịch ở thị trấn Châu Quỳ và cách đây 6 năm thì anh có mách em mua cái mảnh đất ở đấy là một khu cánh đồng và nó còn rất hoang sơ. Lúc đó cái giá đất nó chỉ có 2 triệu một mét thôi. Nhưng em nghĩ bụng tự dưng cái mình không mua nhà ở cái chỗ đông vui tấp nập, mình đang đi chui ra ngoài cánh đồng mua làm gì cái đất đó, ai sau này làm sao bán được. Và em nghĩ như vậy nên em không có mua nó. Và em mặc kệ anh ấy. Nhưng mà anh ấy thì vẫn mua. Và đến bây giờ thì sau 6 năm thì ở chỗ cái đất đó nó mọc lên một khu chung cư gọi là Vinhome Ocean Park. Và đến bây giờ nó giá đất ở đó tăng lên 90 thậm chí hàng trăm triệu một mét. Vậy thì theo anh chị ạ, em nên mua lúc 2 triệu một mét hay nên mua lúc 90 triệu? Thì khách hàng sẽ nói là gì ạ? Chắc chắn rằng khách hàng sẽ nói với ta là ô thế đương nhiên là phải mua lúc 20 triệu. Ấy, mà khi họ nói rằng ô phải mua lúc 2 triệu chứ, thì mình sẽ nói là và nhưng mà cái lúc 20 triệu thì anh chị có đồng ý mà nó cũng giống như tại Junet ạ. Khi mà lúc 2 triệu nó còn đang rất hoang sơ và chưa có ai nhìn ra tiềm năng của nó nên nó có giá là 2 triệu. Nhưng khi nó đã mọc lên thành nhà rồi, nó thành một khu chung cư sầm uất ở đó rồi thì nó không còn cơ hội cho mình nữa. Và khi chúng ta hỏi một câu hỏi như vậy thì tự dưng khách hàng sẽ liên tưởng tới công việc của ta. Vậy thì chúng ta sẽ hỏi một câu hỏi tiếp theo là theo anh chị, khi chúng ta kinh doanh á, chúng ta nên chọn thứ nhiều người bán hay ít người bán? Đấy, câu hỏi tiếp theo rất là đau đúng không ạ? Vậy thì theo anh chị là nhiều người bán rồi thì có còn là cơ hội cho mình nữa không ạ? Thì chắc chắn một điều rằng ai cũng thừa hiểu rằng khi đã có quá nhiều người bán rồi thì làm gì còn cơ hội nữa, đúng không ạ? Hết cơ hội rồi. Và nhờ đó mà chúng ta mới có cái câu chốt lại vấn đề là em nghĩ câu chúng ta cần hỏi đây là sau này không, khi công ty về Việt Nam chúng ta sẽ là ai, chứ không phải chúng ta cần hỏi câu về vấn đề pháp lý. Và cơ hội kinh doanh tại Junet nó cũng giống như việc chúng ta mua đất ạ. Khi nó còn đang rất là hoang sơ thì nó mới là cơ hội cho anh chị em mình. Còn khi mà đã có quá nhiều người làm rồi, khi công ty đã có đầy đủ mọi giấy tờ pháp lý rồi thì nó không còn là cơ hội nữa. Và lúc đó thị trường đã đỏ rồi thì đâu còn cơ hội cho anh em mình nữa, phải không ạ? Anh chị có đồng ý với em ạ, là đầu tư rủi ro cao thì lợi nhuận cao, mà đầu tư rủi ro thấp ấy, thì lợi nhuận thấp, phải không ạ? Và ở đây ấy, thì chúng ta không thấy rủi ro nào, nó chỉ thấy đó là cơ hội, tiềm năng cho chúng ta. Giống như việc 2 triệu mét đất và 90 triệu mét đất sau có 6 năm ạ. Và như vậy chúng ta tiếp tục đến cái bước tiếp theo là anh chị chuyển khoản hay anh chị bằng tiền mặt thì thôi. Đó, đây là cái kỹ thuật mà chúng ta sẽ sử dụng câu chuyện để bán hàng, đúng không ạ? Và sử dụng một câu chuyện ngoài kia, ngày hôm nay có thể các bạn ngồi với một người giáo viên thì chúng ta hãy hiểu bạn của mình.
Nên chúng ta hãy chọn cái câu chuyện nào đó mà trong cái vùng kiến thức của họ mà họ có thể biết được. Họ nói khi chúng ta kể chuyện, họ sẽ có thể hiểu được, họ có thể đặt mình vào cái trạng thái của họ được. Admin các nước các chị có ai đó đang bất mịn bật mic nhá. Đấy, thì hãy nhớ mượn một câu chuyện gì đấy mà phù hợp nhất với khách hàng của chúng ta, để khi họ nghe họ sẽ hiểu được điều chúng ta đang muốn nói với họ. Đấy, đúng không? Thì các bạn có thể mượn câu chuyện và sau đó sử dụng đúng các câu hỏi như thế này là chúng ta đã có thể giải quyết vấn đề của khách hàng rồi. Đôi khi chúng ta đặt câu hỏi không phải để khách hàng phải trả lời chúng ta, mà để khách hàng phải đậu não suy nghĩ, đúng không ạ? Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi về là không cần mua hàng thì có thể kinh doanh được không? Khi mà khách hàng hỏi câu này thì chúng ta cũng đi qua từng đó bước, và đến cái bước xử lý thì chúng ta sẽ nói rằng đương nhiên anh chị không cần mua hàng, anh chị chỉ cần đăng ký nhượng quyền website với giá 800.000 là có thể kinh doanh và kiếm tiền từ trên hết rồi ạ. Chúng ta phải khẳng định với khách hàng điều đó, tôi không cần anh lên đơn, tôi không cần anh phải mua hàng, anh vẫn có thể kinh doanh được, chỉ cần nhượng quyền, chỉ cần mở một cái cửa hàng là có thể kinh doanh được rồi. Chúng ta đầu tiên chúng ta cần phải khẳng định với khách hàng điều đó. Tiếp theo đó, tuy nhiên anh chị có đồng ý với em là sự lựa chọn luôn luôn quan trọng hơn nỗ lực không ạ? Một câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ hai là nếu em, cho em lấy một ví dụ, nếu như để đi từ Hà Nội và Sài Gòn, anh chị sẽ chọn các phương tiện nào sau đây? Đi bộ, đi xe máy, đi tàu hỏa hay anh chị thích đi máy bay? Và theo các bạn thì khách hàng sẽ trả lời là gì ạ? Phần lớn mọi người sẽ trả lời là đi máy bay, hoặc là tối thiểu nhất cũng là đi tàu hỏa. Và chúng ta tiếp tục hỏi thêm là vì sao anh chị chọn đi máy bay? Nếu khách hàng chọn tàu hỏa thì chúng ta hỏi là vì sao anh chị chọn đi tàu hỏa? Thì khi khách hàng chọn các phương tiện như vậy thì phần lớn cái lý do là bởi vì đi máy bay á, thì tiết kiệm thời gian, đúng không ạ? Và họ đi nhanh hơn, họ đỡ mệt hơn, họ đỡ phải lang thang ở trên đường, vân 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 vân, đúng không ạ? Thì lúc đó hiểu được vấn đề rồi thì chúng ta bắt đầu mới đặt câu hỏi tiếp theo là anh chị muốn đi bộ hay đi máy bay trong sự nghiệp tại Genet? Cái câu này nó thành công ạ. Khi mà chúng ta hỏi và khiến cho khách hàng phải trả lời được cái câu hỏi trên là lý do tại sao họ lựa chọn đi máy bay, lý do tại sao họ lựa chọn đi tàu hỏa. Và khi chúng ta hỏi như vậy thì họ bắt đầu trả lời. Chúng ta lại tiếp tục hỏi là còn gì nữa không ạ? Để cho họ trả lời hết cái lý do khiến họ lựa chọn đi máy bay. Và khi họ trả lời hết được cái lý do khiến họ lựa chọn lý do đó, đi máy bay hoặc đi tàu hỏa, mới là lúc mà chúng ta đưa ra câu hỏi là vậy anh chị muốn đi bộ hay đi máy bay trong sự nghiệp tại Junet? Và thậm chí cái câu nói trên ấy, chúng ta có thể hỏi là tại sao anh chị không đi bộ vào Sài Gòn? Đấy, thì họ điên à, đi bộ Sài Gòn thì thế nọ thế kia, đúng không ạ? Và đó là khi mà chúng ta bắt đầu mượn cái hình ảnh giữa đi bộ và đi máy bay để chúng ta nói đến cái cơ hội kinh doanh tại Junet. Thì tiếp theo, câu hỏi tiếp theo chúng ta sẽ hỏi là anh chị có muốn có ngay 4 nguồn thu nhập hay anh chị chỉ muốn có 2 nguồn thu nhập? Chắc chắn câu trả lời ai cũng muốn là đương nhiên phải là 4 nguồn thu nhập rồi, ai điên mà muốn 2, đúng không ạ? Đó, thì mình hỏi vậy thôi, cái riêng cái câu anh chị muốn 4 nguồn hay 2 nguồn là không cần khách hàng trả lời. Thì bắt đầu chúng ta mới đi vào, bây giờ đến kỹ thuật là dùng của chúng ta diễn giải, đúng không ạ? Chúng ta sẽ giải thích thêm là đó cũng chính là lý do vì sao, đó cũng chính là cách mà anh chị định vị cái hệ thống của mình ngay khi bắt đầu, định vị, quyết định địa vị. Và anh chị muốn trở thành một nhà lãnh đạo hay trở thành một người bán hàng? Anh chị muốn có cả một hệ thống làm việc hay muốn cả đời mình phải lai lưng đi bán hàng? Đây là cũng là một cái kỹ thuật mà chúng ta sử dụng rất nhiều các câu hỏi có, và để cuối cùng chúng ta chốt lại vào một câu hỏi có to hơn, đúng không ạ? Đúng không? Khi câu hỏi là anh chị muốn 4 nguồn hay 2 nguồn thì chắc chắn câu hỏi là 4 nguồn, câu trả lời là 4 nguồn. Anh chị muốn đi máy bay hay đi bộ thì chắc chắn câu trả lời là đi máy bay. Anh chị muốn trở thành một người lãnh đạo hay trở thành một người bán hàng, chắc chắn câu trả lời sẽ là một người lãnh đạo. Anh chị muốn có cả một hệ thống làm việc của mình hay là lai lưng làm mình thì chắc chắn câu trả lời là cả một hệ thống. Thì câu tiếp theo là quyết định là ở anh chị, nhưng em tin rằng anh chị là người rất thông minh và sẽ có sự lựa chọn sáng suốt cho mình. Đó, đúng không? Bởi vì chúng ta đã trình bày, cái này nó thành công khi mà chúng ta đã trình bày cho họ về cơ hội kinh doanh rồi, thì chúng ta mới đến cái bước này, đúng không ạ? Và họ sẽ hiểu rằng à, vậy là mình cần phải chọn cái điều gì. Đôi khi chúng ta không cần phải đưa ra lời khuyên cho khách hàng, nhưng bằng những câu hỏi này khiến khách hàng tự ra quyết định. Là họ đương nhiên hỏi lên đơn rồi, bởi vì chẳng ai muốn đi bộ trong một sự nghiệp kinh doanh cả. Và với 20 mấy triệu thì nó quá là rẻ để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh, đúng không ạ? Và câu chốt cuối cùng là anh chị chọn đơn 1.000 CV hay đơn 400 CV. Đó, và đây là một cách bán hàng vô cùng nhẹ nhàng, không chốt sale,
nhưng mà khách hàng tự nguyện đưa tiền cho chúng ta bằng các câu hỏi, kỹ thuật dùng câu hỏi để trả lời khách hàng, kỹ thuật sử dụng một loạt các câu hỏi yes yes để đưa ra một câu hỏi yes lớn quyết định là mua hàng. Đến câu hỏi tiếp theo là câu mà chúng ta cũng rất là hay gặp phải khi chúng ta bán sản phẩm. Từng khách hàng sẽ hỏi là dùng bao lâu thì khỏi. Và trong cái kỹ thuật này chúng ta sẽ có một số cách như sau. Thì chúng ta sẽ bắt đầu đặt câu hỏi, vẫn là kỹ thuật chuyền trái bóng. Anh chị đã bao giờ đi khám bệnh chưa ạ? Khi dùng thuốc, có bác sĩ nào dám khẳng định với anh chị là bao lâu thì khỏi không ạ? Câu hỏi đầu tiên. Sau đó đến phần giải thích thêm là việc hồi phục nhanh hay chậm nó tùy thuộc vào cơ địa và thời gian mà anh chị đã ủ bệnh. Cơ địa và thời gian tổn thương của người dùng. Đấy, sau đó chúng ta kể em có một số khách hàng bị tiểu đường 5 năm, 7 năm gì đấy, và chúng ta kể cái câu chuyện của khách hàng ta. Và chúng ta bán hàng là bằng cách kể chuyện, nên đôi khi chúng ta cần phải sưu tập cho mình thật nhiều các câu chuyện để khi chúng ta bán hàng, để khi chúng ta xử lý lời từ chối thì chúng ta có các câu chuyện để kể cho khách hàng nghe. Và hãy nhớ, khi mà chúng ta kể chuyện á, thì thông tin chúng ta nói cho khách hàng nó sẽ đi thẳng vào não bộ, đi thẳng vào tiềm thức của khách hàng. Còn khi mà chúng ta bán hàng á, thì người ta sẽ bật lên một cái vùng trong não của chúng ta, nó có một cái vùng gọi là hồi hải mã, thì nó là cái vùng ngăn cách giữa phần ý thức và phần vô thức của chúng ta. Phần ý thức nó chỉ chiếm có 5% thôi, và phần vô thức nó chiếm tới 95%. Và thông thường thì khi mà chúng ta đưa cái thông tin vào cho khách hàng thì thông tin nó sẽ nằm ở phần ý thức, và khi mà ý thức bật ra thì họ sẽ dùng lý trí để mà phản xạ lại để mà trả lời chúng ta. Còn khi mà thông tin nó đi vào cái phần tiềm thức thì họ sẽ dùng trái tim để trả lời, đúng không ạ? Đó là lý do vì sao chúng ta sử dụng các câu chuyện ý, thì chúng ta khiến cho khách hàng mở não ra và thông tin nó đi thẳng vào vô thức của họ. Và như vậy thì bắt đầu cảm xúc của họ bắt đầu đi lên. Và khi cảm xúc của họ đi lên, họ không dùng lý trí nữa, thì trí tuệ của cả họ đi xuống, đúng không ạ? Và lý tính của họ đi xuống thì họ sẽ ra quyết định mua hàng bằng cảm xúc. Và đó là tuyệt chiêu bán hàng bằng cách kể chuyện, tuyệt chiêu bán hàng bằng cảm xúc, đúng không ạ? Vậy thì đấy là cái cách một, thì chúng ta sẽ kể chuyện, và sau đó chúng ta bắt đầu đi vào cái bước là anh chị chọn chuyển khoản hay tiền mặt, đúng không ạ? Đi sang bước thứ tư thì có một cách thứ hai, thì chúng ta sẽ có thể sử dụng một cái câu hỏi, một cái câu chuyện mà sẽ phù hợp với họ, thì bởi vì hầu như tất cả chúng ta đều có nhà, đúng không ạ? Thì Hai Nam hay dùng câu hỏi này. Anh chị rất nhiều khách hàng đồng quản, đúng không ạ? Rất nhiều khách hàng của em cũng có câu hỏi y chang như anh chị, và chúng ta dùng câu hỏi là anh chị em hỏi là đã bao giờ mình dọn nhà chưa ạ? Em lấy ví dụ là căn phòng này là nhà của anh chị, nó ngập kín đồ đạc và giờ anh chị thuê một người thợ đến dọn đồ. Nếu anh chị thuê một ông thợ thì họ sẽ làm mất bao nhiêu lâu thì họ sẽ có thể dọn xong cái căn phòng này? Và nếu như anh chị thuê 10 ông thợ thì họ có làm nhanh hơn không ạ? Nếu như trong trường hợp khách hàng đang xây nhà thì chúng ta có thể hỏi là anh chị muốn xây một căn nhà, theo anh chị thì có bao giờ có một đội thợ xây nào dám nhận thuê xây cho anh chị trong vòng một tuần nó có thể xong nhà không ạ? Chắc chắn là không. Và ít nhất phải là nhanh nhất phải 3 tháng đến thậm chí cả năm, đúng không ạ? Vậy thì bệnh của anh chị đã ủ bệnh từng đó năm rồi. Bây giờ không thể nào trong vòng một tuần mà anh chị muốn nó khỏi được. Cũng giống như việc anh chị xây nhà ấy mà đòi đội thợ xây, cả một đội thợ xây họ đến và anh chị yêu cầu họ là tôi muốn xây căn nhà của tôi trong vòng một tuần. Không một người nào có thể làm được cho anh chị. Đó, đúng không ạ? Và chúng ta dùng những cái câu chuyện rất là thực tế đời thường để chúng ta hỏi họ, thì tự dưng họ sẽ phải suy nghĩ với câu trả lời của chúng ta, đúng không? Tiếp theo là đến phần giải thích thêm là việc phục hồi nhanh hay chậm nó phụ thuộc vào cái liều mà anh chị dùng, nó phụ thuộc vào mức độ nặng hay nhẹ của căn bệnh mà anh chị đang mắc phải, đúng không ạ? Anh chị có đồng ý với em là anh chị đã bị bệnh đó, anh chị đã sống chung với nó, ví dụ khách hàng nói rằng khách hàng bị cái bệnh bị xương khớp khoảng 20 năm rồi ạ, hay là bị thoát vị địa đệm 17 năm rồi ạ, thì mà anh chị đã sống với nó 17 năm rồi, anh chị đã bệnh thoát vị địa đệm nó 17 năm rồi, và từng đó năm anh chị đã bạn làm trong cơ thể mình biết bao nhiêu độc tố, thì không thể nó trong vòng một vài ngày có thể nó khỏi được, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta dùng câu hỏi đó. Và nếu nhanh hết ấy, thì chỉ có thể là thuốc, mà thuốc thì chỉ có thể xử lý phần ngọn thôi, còn phần gốc thì không thể nào xử lý được. Vậy thì anh chị muốn là chữa tận gốc của vấn đề, anh chị muốn khỏi bệnh tận gốc hay muốn lâu lâu nó lại tái lại? Và câu trả lời thì chắc chắn là muốn chữa tận gốc rồi. Vậy thì đương nhiên, như vậy chúng ta khỏi cần phải nói rằng vậy thì đương nhiên là anh chị muốn tận gốc thì nó phải có thời gian, đúng không ạ? Thì khi khách hàng tự họ sẽ phải trả lời là đương nhiên. Và cái câu này thì đôi khi chúng ta không cần khách hàng trả lời, nhưng mà chúng ta chỉ cần hỏi như vậy là chúng ta có thể đưa ra cái lời quyết định cho khách hàng rồi, đúng không ạ? Và đây là cái kỹ thuật áp dụng như kỹ thuật là truyền trả bóng và kỹ thuật giải thích thêm, đúng không nào? Câu tiếp theo là tại sao sản phẩm tốt như thế lại không đưa vào hiệu thuốc hay bệnh viện?
Cái câu hỏi này là một câu mà rất nhiều những khách hàng thắc mắc khi chúng ta bán những cái dòng sản phẩm liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe, và người ta cứ nghĩ là sản phẩm phải được đưa vào hiệu thuốc, phải được đưa vào bệnh viện thì nó mới được công nhận là sản phẩm tốt. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta cần phải thay đổi cái góc nhìn, thay đổi cái chiều suy nghĩ của khách hàng, đưa họ cho một cái năng lực kính mới. Và đây bán hàng tức là giáo dục khách hàng, thì chúng ta sẽ sử dụng cái quy trình của chúng ta vẫn như vậy, đúng không ạ? Chúng ta sẽ sử dụng một số kỹ thuật như sau. Và đầu tiên là lắng nghe đồng cảm, đúng không ạ? Em rất hiểu suy nghĩ của anh chị, rất nhiều khách hàng các bạn như anh chị. Và bắt đầu chúng ta đi vào cái kỹ thuật, đó là chuyền trả bóng. Theo anh chị thì thuốc bắc có tốt không ạ? Đúng không? Bởi vì ở Việt Nam chúng ta dùng thuốc bắc rất là nhiều. Vậy tại sao thuốc bắc lại không được đưa vào hiệu thuốc hay bệnh viện? Rõ ràng chúng ta không ra được hiệu thuốc tây mà chúng ta mua thuốc bắc là chắc chắn không có, đúng không? Có chăng chỉ có thuốc nam thôi. Và ở trong hiệu thuốc người ta cũng không có bán thuốc bắc, mà chúng ta chỉ có thể là sang cái cửa hàng, sang cái viện y học cổ truyền thì may ra mới có thuốc bắc thôi, đúng không ạ? Đấy. Và chúng ta hỏi tiếp theo là có bao giờ anh chị mua thuốc ở bệnh viện chưa ạ? Đấy. Anh chị có đồng ý với em ạ là thuốc khi đưa vào bệnh viện hay hiệu thuốc thì bệnh viện hay hiệu thuốc đó nó sẽ phải đội giá lên, đúng không ạ? Và giá nó sẽ cao hơn bình thường. Và anh chị có bao giờ mà cầm cái đơn thuốc đó đi về cái cửa hàng thuốc ở ngoài thì chúng ta sẽ thấy rằng giá nó rẻ hơn không ạ? Thì chắc chắn là có luôn, nếu khách hàng đã thử thì khách hàng sẽ đồng ý câu trả lời là có. Vậy thì chúng ta bắt đầu mượn cái câu quy tắc đó là chính vì lên, kỹ thuật chính vì lên, chúng ta sẽ nói với khách hàng là chính vì muốn tất cả mọi người đều được sử dụng sản phẩm với mức giá tốt nhất từ thẳng nhà sản xuất nên công ty mới kinh doanh theo mô hình này, chứ không phải là sản phẩm không được đưa vào hiệu thuốc hay bệnh viện. Và nếu đưa vào hiệu thuốc hay bệnh viện thì chắc chắn là anh chị không được mua hàng với mức giá ưu đãi như vậy đâu ạ. Tiếp theo nữa là hơn nữa là nếu đưa vào hiệu thuốc hoặc bệnh viện thì chỉ có bệnh nhân được sử dụng, và chỉ có những người bệnh họ mới mua thuốc để sử dụng. Còn những cái người mà đang ủ bệnh hoặc những người khỏe mạnh thì sẽ nghĩ rằng mình không có bệnh, và họ nghĩ rằng những cái này nó chỉ dùng cho người bệnh thôi nên họ sẽ không dùng. Và câu hỏi thứ tiếp theo các bạn có thể hỏi là anh chị muốn mua hàng với giá bán lẻ hay muốn mua hàng với giá chiết khấu 35%? Theo bạn thì mình hỏi câu đấy thì khách hàng sẽ trả lời thế nào? Chắc chắn là 35% phải không ạ? Và đó cũng chính là lý do vì sao công ty em muốn khách hàng được mua hàng với giá tốt nhất. Đó. Và sau đó chúng ta cứ thế là chúng ta đưa vào câu hỏi là anh chị chọn chuyển khoản hay tiền mặt, anh chị chọn đơn 1.000 CV hay đơn 400 CV. Đấy là chúng ta bán hàng, đúng không nào? Đấy là những cái kỹ thuật mà chúng ta sử dụng câu hỏi. Các bạn thấy rằng Hoài Nam sử dụng rất nhiều cái kỹ thuật chuyển trả bóng, sử dụng câu hỏi thay cho câu trả lời. Bởi vì câu hỏi mới khiến cho khách hàng tư duy, câu hỏi mới khiến cho khách hàng phải suy nghĩ, đúng không ạ? Và câu hỏi mới khiến cho khách hàng tự đưa ra cái kết luận cho mình, tự đưa ra sự lựa chọn cho mình, đúng không nào? Tiếp theo nữa là cái câu thắc mắc đó là đây là thức tiên à mà có thể khỏi được nhiều bệnh thế, đúng không ạ? Thì với câu này thì Hoài Nam hay sử dụng cái kỹ thuật là thắp lửa lòng và kỹ thuật là giải thích thêm. Cái kỹ thuật thắp lửa lòng ở đây thì lúc đầu đầu tiên là chúng ta cũng vẫn như vậy, đồng cảm đúng không? Lúc đầu em cũng có thắc mắc y chang như anh chị, và anh chị có đồng ý với em là các bệnh trong cơ thể của chúng ta đều là những bệnh chuyển hóa, và vạn bệnh thì đều do thói quen ăn uống của chúng ta mà thành, nên mới có câu nói là vạn bệnh tại miệng, đúng không ạ? Đấy. Câu tiếp theo là cơ thể của chúng ta nó có khả năng tự chữa lành, sản phẩm này nó cung cấp nguồn nhiên liệu để giúp cho cơ thể có thể sửa chữa những cái lỗi của tế bào của chúng ta. Đấy, đấy là cách thứ nhất. Và chúng ta có thể hỏi thêm là anh chị có đồng ý với em rằng toàn bộ cơ thể của chúng ta đều được tạo nên từ các tế bào không ạ? Và khi tế bào của chúng ta khỏe thì có phải là cơ thể của chúng ta khỏe không ạ? Đấy, câu hỏi là như vậy. Cái cách thứ hai là anh chị quá lời ạ. Rồi chúng ta có thể đùa một chút. Nếu đây là thức tiên thì em chắc chắn là anh chị không thể nào mua nó với cái mức giá như vậy đâu ạ. Nhưng với khả năng hỗ trợ điều trị các loại bệnh thì hoàn toàn là đúng ạ. Bởi vì đó chính xác là sự khác biệt của sản phẩm này. Ở các loại thực phẩm chức năng thông thường thì nó giúp chúng ta bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể thôi. Nhưng mà thuốc thì nó giúp chúng ta xử lý tình trạng cấp tính ở phần ngọn và không thể nào giải quyết được tận gốc rễ của vấn đề, nên là khách hàng thường bị tái đi tái lại. Và còn sản phẩm BMN thì nó được nghiên cứu dựa trên công nghệ tế bào gốc, và cái tác dụng của nó đó là nó đi vào, nó xuyên qua màng tế bào để sửa chữa tận gốc của tế bào, chính là các ADN. Và chắc anh chị cũng đồng ý với em là khi tế bào khỏe mạnh thì cơ thể khỏe mạnh, phải không ạ? Và đây là cái kỹ thuật giải thích thêm để cho khách hàng có thêm được cái thông tin, để cho khách hàng có thêm được cái góc nhìn về cái sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Một cái thắc mắc tiếp theo
mà Hoài Nam thấy rằng cũng rất nhiều người mà chúng ta gặp phải, và đặc biệt là ngày nay khi mà thông tin mà chúng ta đưa ra không khách hàng, thì rất nhiều người ngay khi chúng ta đang OV, ngay khi chúng ta đang chia sẻ về sản phẩm, thì họ đã ngay lập tức cầm điện thoại lên và bắt đầu search cái từ khóa và tìm kiếm cái thông tin về sản phẩm của chúng ta, và họ sẽ thấy rằng ồ, ở trên mạng rẻ hơn so với cái giá mà chúng ta đang đưa ra cho họ. Vậy thì các bạn sẽ để xử lý cái lời từ chối này, để xử lý cái câu thắc mắc này, chúng ta sẽ có thể sử dụng một số các cách sau đây. Cách thứ nhất đó là: vâng ạ, lúc đầu em cũng thấy hoang mang, nhưng khi tìm hiểu kỹ thì em mới biết giá công khai trên trang web của công ty ở nhiều nước khác nhau thì cũng chỉ có một giá như nhau. Và đặc biệt là sản phẩm Junet hỗ trợ được rất nhiều bệnh, nên anh chị mua trên mạng cũng có thể mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc. Đấy. Hoài Nam không thích cái câu đó bằng cái câu dưới này, bằng cách hai này. Em rất hiểu suy nghĩ của anh chị. Chính vì em rất hiểu suy nghĩ của anh chị, bởi vì chính em cũng tìm được những cái điểm mà chỉ bán giá có 1.3 đến 1.7 cho một hộp sản phẩm laser. Tuy nhiên, anh chị có đồng ý với em là đến chứng mà họ còn có thể làm giả, thì với một sản phẩm giá trị cao như này thì liệu có làm giả được hay không ạ? Câu trả lời của khách hàng chắc chắn là có, đúng không? Đây là kỹ thuật là truyền trả bóng, kỹ thuật đặt câu hỏi. Đấy. Và đây là giá nhập của nhà phân phối. Lúc này ngay lập tức chúng ta hãy mở cái bảng giá của chúng ta trên cái kho hàng, trên cái app của chúng ta cho khách hàng xem. Và chúng ta chỉ cho khách hàng từng giá của sản phẩm này, giá đây là giá của bán lẻ ở trên công ty này, đây là giá đại lý mà em nhập này. Với giá mà em nhập mà còn không được giá như vậy thì làm sao chúng ta lại có thể mua hàng với mức giá đó được ạ? Chắc chắn là anh chị có câu trả lời rồi, phải không ạ? Đó, thì kết hợp việc của chúng ta phải cho khách hàng nhìn cái bảng giá của chúng ta và nói cho khách hàng như vậy giữa một bên ạ. Thì sau đó chúng ta bắt đầu tiếp tục là giải thích thêm và đưa ra cái sự lựa chọn cho khách hàng, là giữa một bên là không rõ nguồn gốc và một bên là anh chị tự mua hàng trên website của mình, mua hàng trực tiếp từ kho hàng của công ty có hóa đơn rõ, chứng từ rõ ràng, thì anh chị chọn bên nào an toàn hơn? Anh chị sẽ mua hàng trôi nổi ở trên mạng hay anh chị sẽ mua hàng từ chính website mang tên của anh chị? Đó, cái cách này nó là cách mà khiến khách hàng không thể từ chối chúng ta được và không còn những cái băn khoăn lo lắng đó nữa, đúng không ạ? Và em nói thật là đã ăn vào miếng vừa của mình rồi mà không, em sẽ chọn những cái mà an toàn, chứ em không bao giờ dám ăn những cái đồ linh tinh, đúng không? Chúng ta có thể là làm dịu đi cái câu chuyện bằng cái việc như vậy, câu nói rất là nhẹ nhàng như thế để giúp cho khách hàng có thể thoải mái hơn trong quá trình chúng ta nói chuyện với họ, đúng không nào? Tiếp theo nữa, cách câu này cũng là rất là nhiều người hỏi này, đó là để tôi về hỏi chồng tôi hoặc hỏi vợ tôi đã, hoặc để tôi về hỏi người nhà tôi đã, đúng không? Thì đương nhiên admin kiểm tra mic giúp chị, đang có người bật mic. Đấy. Thì với câu hỏi này là để tôi về hỏi vợ, hỏi chồng tôi đã, hoặc tôi hỏi người nhà tôi đã, thì chúng ta sẽ bắt đầu có thể sử dụng một số các sự đồng cảm như sau. Vâng ạ, việc hỏi gia đình thì cũng nên, nếu anh thấy cần thiết ạ. Nhưng cả nhà chị, ngoài chị ra thì đã có ai được nghe em chia sẻ về cơ hội này chưa ạ? Mình hỏi một cách rất là ngây ngô. Thì chắc chắn là chưa rồi, bởi vì có một khách hàng đó là người đến tìm hiểu cơ hội của chúng ta, đúng không ạ? Và câu hỏi tiếp theo là: vậy thì tại sao anh chị lại muốn hỏi khi mà vợ, chồng anh chị chưa được nghe chia sẻ về cơ hội này? Đó, đúng không? Vợ họ đã nghe đâu mà họ có thể cho cái lời khuyên, cho câu trả lời được. Câu hỏi tiếp theo, Hoài Nam lại sử dụng một câu chuyện mà khá là tương đồng với khách hàng. Nên mình sẽ hỏi là giả sử chị vào siêu thị và thấy một món quà vô cùng ý nghĩa và muốn được mua tặng vợ mình hay mua tặng chồng mình, và khi đó thì chị có về hỏi vợ chồng mình xem họ có thích không rồi mới quay trở lại siêu thị để mua luôn, hay là anh chị sẽ mua luôn về tặng vợ chồng mình và nói rằng chị mua nó vì tình yêu và mong muốn được nhìn thấy nhìn thấy vợ hoặc là chồng của mình, nếu là chúng ta nói là chồng thì chúng ta sẽ nói là vợ, nếu là vợ chúng ta sẽ nói là chồng. Hay anh chị sẽ nói rằng anh chị mua nó vì mong muốn nhìn thấy chồng của mình được khỏe mạnh ạ. Đây là một câu chuyện, nhưng nó giúp chúng ta sử dụng cái kỹ thuật là thắp lửa lòng. Thì nó làm khơi gợi lên cái tình yêu thương đối với người thân trong gia đình của họ, đối với vợ hoặc chồng họ. Sau đó chúng ta sử dụng cái chốt bằng cái câu nói là: khoan hãy nói về cơ hội kinh doanh. Đây cũng vẫn là kỹ thuật thắp lửa lòng nha. Khoan hãy nói về cơ hội kinh doanh. Theo anh chị thì vợ hoặc là chồng, nếu như ví dụ theo chị thì chồng của chị có đáng được nhận một bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe hay làm đẹp
Nếu là đàn ông ấy, thì chúng ta nói, theo anh chị thì chồng anh chị có đáng được nhận một bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe được xách tay từ Mỹ về để cảm ơn cho tình yêu thương và sự chăm sóc của anh ấy trong suốt từng ấy năm chung sống không ạ? Đây là kỹ thuật thắp lửa lòng. Và khi chúng ta hỏi như vậy rồi thì không thể nào mà khách hàng nói không được, đúng không ạ? Và nó đã làm khơi dậy lên cái tình yêu thương. Và thường nếu với đàn ông khi chúng ta hỏi câu này ấy, thì họ sẽ bị chạm vào một cái tử huyệt. Ngoài cái tử huyệt tình yêu thương ấy, thì họ bị đánh vào cái tôi. Mình là một thằng đàn ông mà chẳng lẽ mình không thể mua tặng cho vợ mình một món quà, đúng không? Thì không nói về kinh doanh thì chúng ta đưa nó sang một góc nhìn là một món quà tặng cho vợ mình thôi, thì đàn ông nó sẽ bị chạm với phụ nữ mà lại trước mặt bạn họ nữa, thì đôi khi họ bị chạm vào cái tôi của họ, đúng không? Họ bị động chạm vào cái tôi của họ nên là họ sẽ ra quyết định là mua hàng, đúng không nào? Đây là một cái kỹ thuật rất là hay bằng cái việc của chúng ta khơi dậy lên cái tình yêu thương của họ. Và như Hoài Nam nói rồi, khi cảm xúc đi lên ấy, thì trí tuệ đi xuống, và chúng ta hãy luôn luôn tận dụng cái điều đó. Một câu hỏi mà cũng có rất là nhiều người khi chúng ta bán những sản phẩm về chăm sóc sức khỏe thì chúng ta sẽ gặp phải, đó là câu hỏi là tôi có người nhà làm bác sĩ để tôi về hỏi ý kiến người nhà xem. Thì khi mà Hoài Nam thấy những câu hỏi như thế này thì Hoài Nam sẽ trả lời họ bằng một câu hỏi như sau. Vâng ạ, việc đó là việc nên làm, anh chị hãy hỏi họ. Tuy nhiên, cho em hỏi, tại sao anh chị có người nhà làm bác sĩ mà trong chừng ấy năm vẫn không chữa khỏi được bệnh cho anh chị, để cho anh chị vẫn phải đi tìm một giải pháp cho mình như vậy ạ? Đúng không? Nếu như mà chữa được thì từng ấy năm đã chữa được rồi, vậy tại sao đến bây giờ họ vẫn đi tìm đến chúng ta, đúng không nào? Và khi họ hỏi những mình hỏi câu hỏi này thì họ sẽ không còn nói được câu gì nữa. Tiếp tục chúng ta lại bổ thêm, và chúng ta không cần chờ họ trả lời, chúng ta lại bổ thêm một câu hỏi nữa. Giữa một bên là những người đã có trải nghiệm, đã có kết quả, đã giúp hàng trăm hàng ngàn khách hàng có bệnh thoát vị đĩa đệm giống như anh chị đã chữa khỏi, và một bên là không biết, thì anh chị nên chọn hỏi bên nào? Dừng lại khoảng 30 giây và quan sát cái trạng thái cơ thể của khách hàng đó, và khi thấy bắt đầu khách hàng giãn nở khuôn mặt của họ, chúng ta lại tiếp tục bổ thêm câu hỏi nữa là anh chị có đồng ý với em rằng nếu là bác sĩ có thể chữa khỏi, anh chị có đồng ý với em là nếu bác sĩ mà có thể chữa khỏi được tất cả các loại bệnh thì bệnh viện đã không có nhà xác phải không ạ? Dừng lại tiếp tục 30 giây và thậm chí hãy để lại cái không gian nó tĩnh lặng, thậm chí cả 1 phút. Sau đó chúng ta lại tiếp tục hỏi, anh chị có bao giờ thấy bác sĩ nào mắc bệnh chưa ạ? Dừng lại 30 giây. Em thì thấy rất nhiều bác sĩ vào hỏi cách chữa bệnh cho mình trên phòng Zoom nhân chứng của bên em. Đấy. Và câu hỏi này, theo các bạn thì câu trả lời của khách hàng là gì? Có về hỏi người nhà làm bác sĩ nữa hay không? Tiếp tục là anh chị lựa chọn chuyển khoản hay tiền mặt, anh chị lựa chọn đơn 1.000 CV hay đơn 400 CV, anh chị lựa chọn là 23 triệu hay là 12 triệu, đúng không nào? Đó, đấy là cách mà chúng ta sẽ đưa ra sự lựa đưa ra, chúng ta không hỏi là anh chị có mua hàng không, mà chúng ta mặc định sự đồng ý của khách hàng và sau đó đưa ra cái lời đề nghị lên đơn, đề nghị mua hàng. Đấy, với câu hỏi mà cũng Hoài Nam thấy rằng cũng rất là nhiều những nhà nhà phố phối nhắn tin hỏi Hoài Nam xử lý như thế nào, đó là câu hỏi là tại sao tốt thế mà lại không được quảng cáo trên báo đài TV. Thì với câu hỏi này Hoài Nam tiếp tục sử dụng kỹ thuật là chuyển trả bóng. Hoài Nam sẽ đặt câu hỏi với họ là theo các anh chị thì sản phẩm quảng cáo trên TV có thật là sự là tốt như quảng cáo không? Câu hỏi đầu tiên. Đến câu hỏi thứ hai là nếu anh chị đi ăn ở một nhà hàng nào đó hay anh chị đi ăn ở một quán ăn nào đó mà đồ ăn vô cùng kinh khủng thì liệu anh chị có giới thiệu cho bạn bè của mình đến ăn không ạ? Thì theo các bạn khi chúng ta hỏi câu hỏi này thì khách hàng sẽ trả lời là gì? Chắc chắn câu trả lời là không, đúng không ạ? Thì khi mà khách hàng trả lời là không thì chúng ta bắt đầu mới chia sẻ là bên em bán hàng thông qua người tiêu dùng thấy tốt và chia sẻ cho bạn bè của mình để cùng tiêu dùng. Và theo anh chị, tiền quảng cáo là nhiều hay rất nhiều tiền ạ? Có phải họ sẽ thu lại ở chính tiền bán sản phẩm không ạ? Và ai là người cuối cùng phải gánh chịu chi phí quảng cáo đó? Có phải là chính khách hàng không ạ? Chúng ta liên tục đặt những câu hỏi. Nhưng mà nhớ là khi chúng ta đặt câu hỏi thì chúng ta hãy nói với cái trạng thái là mềm mại hơn, đừng nói với kiểu gay gắt, đừng nói kiểu tra khảo, mà hãy vừa cười vừa nói và như kiểu chúng ta đang đàm đạo với họ thôi. Nói một cách rất là hỏi một cách rất là nhẹ nhàng, luôn luôn là theo anh chị thì anh chị có đồng ý với em là
Các bạn thấy Hoài Nam sử dụng cái từ khóa đó rất là nhiều không? Nó kéo khách hàng, khiến cho khách hàng đồng thuận với mình. Đấy là những cái tử huyệt với ngôn từ, đấy là những cái bí kíp mà chúng ta sử dụng những cái ngôn từ thôi miên trong câu chuyện của chúng ta đấy ạ. Đấy. À, thì câu trả lời sẽ là gì? Chúng ta không, với riêng đối với câu hỏi này chúng ta không cần khách hàng trả lời, bởi vì chắc chắn là khách hàng biết thừa là người mua hàng sẽ là người phải chịu cái chi phí quảng cáo đó. Thì bắt đầu chúng ta bắt đầu dùng kỹ thuật là chính vì nên. Chính vì không muốn khách hàng của mình phải mua hàng với giá đắt chỉ vì chi phí quảng cáo, nên công ty dành toàn bộ chi phí marketing và quảng cáo đó để chiết khấu giảm giá cho khách hàng. Anh chị muốn mua hàng với giá bán lẻ hay anh chị muốn mua hàng với giá chiết khấu là 35%? Đó, thế là xong, đúng không? Hỏi thế thôi. Và nếu như khách hàng tiếp tục có một câu từ chối nào khác, nhưng mà anh chị sợ là anh chị nhưng mà nói thật là bây giờ anh chị không có tiền, thì chúng ta lại quay lại đúng với quy trình. Bước 1 là lắng nghe đồng cảm, lắng nghe. Bước 2 là đồng cảm. Bước 3 là làm rõ cô lập vấn đề. Bước 4 là lại xử lý lời từ chối, đúng không ạ? Và cứ như vậy chúng ta cứ mỗi một câu hỏi, mỗi một câu thắc mắc của chúng khách hàng thì chúng ta lại quay lại trình tự đúng 5 bước như vậy để chúng ta xử lý lời từ chối, thì sẽ rất là nhanh chúng ta sẽ vượt qua hết tất cả các lời từ chối của khách hàng. Và Hoài Nam nói thật, nếu các bạn làm đúng cái quy trình này thì thường cùng lắm là khách hàng đưa ra 5 lời, 3 lời từ chối, 3 lời từ chối là hết, không còn lời từ chối nào nữa rồi. Tiếp theo là một câu mà rất nhiều người trả lời chúng ta. Đấy là thực ra đây là một cái cớ thôi. Với cớ khi mà họ không biết phải từ chối chúng ta bằng cách gì thì chúng ta sẽ nói, họ sẽ nói là để suy nghĩ thêm. Và các bạn luôn luôn nhớ một cái quan điểm là luôn luôn bán hàng là luôn luôn phải có cảm giác có lợi nhuận. Có cảm giác có lợi nhuận. Điều đó có nghĩa là gì? Khi chúng ta đã chia sẻ cơ hội kinh doanh cho một khách hàng, luôn luôn chúng ta phải nhận được một cái gì đó từ khách hàng. Chúng ta đã mất 2 tiếng, 3 tiếng để chia sẻ cho khách hàng. Chúng ta đã mất thời gian để chăm sóc họ, để mời họ vào OP. Nếu chúng ta để tuyến một khách hàng, chúng ta sẽ lại tiếp tục quay lại quy trình đó với những khách hàng mới. Và đó là lý do vì sao? Thì chúng ta chỉ cần bán được một sản phẩm cho khách hàng, chúng ta cũng cần phải bán. Cái đầu tiên là chúng ta khi nghe chia sẻ cơ hội kinh doanh xong, ít nhất thì phải lên được ID. Đúng không? Ít nhất là phải lên được ID. Cái đầu tiên là gọi là cái kỹ thuật là push sale, đúng không? Chúng ta push khách hàng lên đơn hàng. Lên đơn 200 CV không được, à lên đơn 400 CV không được thì push, thì down sale xuống đơn 200 CV. Đơn 200 CV không được, tiếp tục down sale xuống đơn 100 CV. Nếu đơn 100 CV không được thì ít nhất phải mua một hộp sản phẩm. Nếu mà ngay một hộp sản phẩm khách hàng cũng không ra quyết định mua thì ít nhất phải lên được ID. Thì thường á, cái lý do mà khách hàng từ chối chúng ta cuối cùng, khi mà khách hàng chạy loanh quanh rất nhiều những cái lý do khác nhau, thì cái lý do cuối cùng mà để họ từ chối đó là để tôi suy nghĩ thêm. Và khi mà đã đến bước là để suy nghĩ thêm thì ít nhất chúng ta phải chốt được một cái, đó là mở được cửa hàng online cho khách hàng bằng một số cái kỹ thuật sau. Chuyền trả bóng. Anh chị em hỏi, à anh chị cho em hỏi là anh chị cần phải suy nghĩ trong bao lâu ạ? Một ngày hay một tuần? Một tuần hay một tháng? Anh chị thấy đấy, mình còn không biết mình phải suy nghĩ bao nhiêu lâu. Và rất nhiều người khi họ suy nghĩ xong thì họ đã để tuột mất cơ hội khỏi tầm tay rồi. Và chắc chắn anh chị không muốn điều đó phải không ạ? Như anh chị thấy, sức mạnh của sơ đồ trả thưởng này nó nằm ở việc hợp lực doanh số toàn cầu. Anh chị quyết định sớm một phút nào thì anh sẽ được sở hữu người ở dưới mình một phút đó. Đứng chơi một người, tức là anh chị sẽ sở hữu cả một hệ thống. Giữ việc suy nghĩ mà vẫn giữ được hệ thống, vẫn giữ được vị trí của mình. Và việc chậm một phút nào đó thì anh chị có thể mất cả một hệ thống. Thì anh chị nên chọn phương án nào? Vẫn tự suy nghĩ và vẫn sở hữu hệ thống khi mà bất kỳ người nào vào sau anh chị, hay suy nghĩ mà mất hệ thống? Đây là kỹ thuật chuyền trả bóng, đúng không? Và chúng ta không nói là anh chị phải mua đơn hàng thì anh chị phải mua đi, đừng không mua, bởi vì không mua anh chị sẽ mất cái nọ, anh mất cái kia. Mình không nói, mình chỉ đưa hai lựa chọn. Một đó là anh chị vẫn được suy nghĩ nhưng mà anh chị vẫn có hệ thống. Hai là anh chị không có cái gì cả. Đó. Và sau đó câu tiếp theo là 800 ngàn nó không khiến cho anh chị nghèo đi, nhưng 800 ngàn có thể giúp anh chị có thể sở hữu bất kỳ người nào sau khi họ họ vào sau khi anh chị đăng ký. Dù chỉ là một phút thôi nhưng anh chị sẽ sở hữu toàn bộ hệ thống của người đó. Sở hữu người chính là sở hữu hệ thống. Và khi chúng ta nhấn mạnh cho họ điều đó thì theo các bạn câu trả lời là gì? Đến nước này rồi thì làm sao mà khách hàng có thể không lên đơn hàng được, đúng không? Ít nhất là họ phải lên, họ phải mở cái cửa hàng
là 800.000 đúng không? Để họ mở cửa hàng của họ. Và vì họ mở cái cửa hàng thì tiếp tục chúng ta lại có cơ hội cho họ thấy sự khác biệt của cửa hàng của chúng ta. Cái giá trị mà họ đang nhận được là vô cùng rẻ. Và bắt đầu chúng ta đưa họ vào quy trình chăm sóc sau, chia sẻ cơ hội kinh doanh. Trong những cái bài sau thì bạn Nam sẽ hướng dẫn cho bạn cách để chúng ta gửi từng tuần tự từng video clip cho khách hàng như thế nào để bồi đắp thông tin cho họ, để họ trải nghiệm, họ bắt đầu mê, để chúng ta xử lý những cái lời từ chối, để cho khách hàng trải qua những cái niềm tin như thế nào. Đó là cái hành trình phân tích tâm lý của khách hàng. Và đội nhóm Diamond Team thì đã được vài năm hướng dẫn cho cả một quy trình, bao gồm cả từng cái video, từng bước đi như thế nào. Các bạn chỉ việc chia sẻ cái video đó, thậm chí cả content vài năm cũng đã chuẩn bị cho các bạn rồi, thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng cái đó để chúng ta chăm sóc sau bán hàng. Và hãy nhớ rằng cái tỷ lệ mà khách hàng suy nghĩ thêm, cái tỷ lệ là khách hàng tìm hiểu thêm, tìm hiểu sau và chưa ra quyết định ngay ạ, nó chiếm khoảng 80%. Nên là chúng ta cần phải có cái bước chăm sóc về sau bán hàng thì chúng ta mới có thể gia tăng cái tỷ lệ chuyển đổi trong việc khách hàng lên đơn. Bởi vì đằng nào cũng mất từng đó công để đưa họ vào được phòng Zoom, từng đó ekip phải hỗ trợ chúng ta. Nếu chúng ta tìm người khác thì cũng vẫn phải từ đó quy trình. Vậy thì hãy chăm sóc từng người từng một. Khi mà đã vào nghề OP rồi thì phải chăm sóc cho đến khi nào ra đơn. Và nếu như khách hàng mua một hộp sản phẩm thì sau năm thì chúng ta phải chăm sóc thật kỹ để trong vòng 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày họ phải sử dụng thật là đúng để họ cảm nhận được cái sự thay đổi của sức khỏe của họ. Và sau đó chúng ta mới có cơ hội để gặp họ lần tiếp theo để push sale lên, để họ lên đơn hàng. Đúng không nào? Đấy là cái kỹ thuật để xử lý câu từ chối, là để suy nghĩ thêm. Một câu tiếp theo mà Hoài Nam thấy có rất nhiều người đang gặp phải, nhất là mỗi lần cái làn sóng về các cái báo ở trên mạng nó truyền thông thì lập tức là chúng ta sẽ nhận được những phản hồi như vậy. Và các câu hỏi, cái câu thắc mắc này các bạn sẽ gặp rất là nhiều, bởi vì trên thực tế ngay bây giờ chúng ta đang ngồi online với họ, và khi họ đang ngồi nghe chúng ta nói chia sẻ cơ hội kinh doanh trên Zoom thì ngay lập tức họ đã có thể cầm điện thoại và search về từ khóa về Genet, thì ngay lập tức hàng loạt các bài báo thông tin tốt có, thông tin xấu có, thông tin trái chiều có. Nên chúng ta cần giúp cho họ hiểu một cách chính xác về những diễn biến ở bên ngoài kia nó là như thế nào. Vậy thì một số các kỹ thuật chúng ta có thể áp dụng như sau. Các câu hỏi này các bạn có thể học thuộc, các câu trả lời này các bạn có thể học thuộc để trả lời khách hàng. Hoài Nam sẽ trả lời như thế này. Đúng là Bộ Công Thương đang cảnh báo người dùng về việc mua hàng giả, hàng nhái, hàng trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, vì sợ người tiêu dùng mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Bản thân em cũng không dám mua hàng trên những website hoặc qua các kênh không phải kênh trực tiếp của công ty. Đồng cảm với khách hàng. Vậy đúng là Bộ Công Thương nói đúng luôn, bởi họ đang cảnh báo về việc chúng ta mua hàng trôi nổi mà. Tiếp theo là cái thứ ăn vào miệng thì không thể nào bậy bạ được. Đó. Anh chị có đồng ý với em là cái thứ mà chúng ta ăn vào miệng thì không thể nào được bậy bạ được phải không ạ? Tự dưng là cái câu chuyện nó mềm hơn rất là nhiều. Và Nam rất hay sử dụng cái câu là anh chị bạn có đồng ý với tôi là, anh chị có đồng ý với em là, chắc anh chị đồng ý với em rằng. Đấy, liên tục dùng câu đó để kéo cái sự đồng thuận của khách hàng về phía mình. Còn với sản phẩm, đây là kỹ thuật giải thích thêm này. Còn với sản phẩm của Genet, em đang chia sẻ với anh chị thì được mua hàng trực tiếp. Còn đối với sản phẩm của Genet em đang chia sẻ với chị thì chị được mua hàng trực tiếp trên website cá nhân của chị. Khi chị đăng ký trở thành thành viên, đồng thời anh chị mua hàng có hóa đơn, chứng từ rõ ràng và địa chỉ kho hàng tại quốc gia mà anh chị lựa chọn, nên nó không phải là hàng không có nguồn gốc xuất xứ. Rõ ràng hàng có nộp thuế đúng không? 10% thuế VAT, sau đó thì có hóa đơn ra và phải cầm hóa đơn đó đến kho hàng thì mới nhận hàng mà đúng không? Tiếp theo nữa là hiện tại công ty chưa có kho hàng tại Việt Nam, nên tạm thời chúng ta đang mua hàng trên các kho hàng của nước bạn và thậm chí có thể đặt hàng trực tiếp tại kho hàng của công ty tại Mỹ. Nó cũng giống như mình đang mua hàng xách tay, hàng nội địa ở nước ngoài ạ. Việt Nam mình rất xính hàng ngoại, phải không chị? Đấy. Và đây là kỹ thuật giải thích thêm. Đồng thời chúng ta cũng có áp dụng thêm một chút xíu là cái kỹ thuật là truyền trả bóng. Và với cách này thì chúng ta sẽ có thể xua tan đi được cái lời xử lý từ chối của khách hàng, đúng không nào? Một câu hỏi tiếp theo dành cho những người mà chúng ta đi tuyển dụng. Thì có rất là nhiều người khi mà chúng ta nói với họ về cơ hội này thì ngay lập tức họ sợ, bởi vì họ không thích việc bán hàng, họ sợ phải bán hàng. Và thực tế là có rất nhiều người sợ bán hàng, họ thích làm những cái gì đó chuyên môn thôi. Nhưng mà chúng ta lại một lần nữa, bán hàng là thay đổi cái quan điểm của khách hàng, bán hàng là đào tạo thị trường. Thì chúng ta phải cho họ nhìn thấy rằng
dù họ bán hàng hay không bán hàng thì họ vẫn đang tham gia vào quá trình bán hàng. Dù họ là công nhân, dù họ đang là giáo viên hay thậm chí họ là bác sĩ, là công an thì họ đều đang bán hàng. Nhưng mà họ không phải là họ bán một cái sản phẩm hữu hình mà họ đang bán kiến thức, đang bán kỹ năng, đang bán năng lực của mình. Đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ hỏi họ là điều gì khiến anh chị không thích bán hàng? Và sau đó thì họ sẽ liệt kê một số cái lý do thì kệ họ. Họ cứ nói là để chúng ta biết được cái lý do thực sự mà họ đang sợ, cái nỗi sợ mà đang ám ảnh họ là gì, những cái ám ảnh những quá khứ đang ảnh hưởng đến hiện tại của họ ra làm sao, đúng không? Và sau đó thì chúng ta, sau khi mà chúng ta nghe những cái câu trả lời của họ rồi, thì chúng ta bắt đầu đặt câu hỏi là theo anh chị thì trong xã hội này có ai là người không bán hàng mà vẫn có thu nhập không ạ? Đó, đặt câu hỏi đó. Sau đó chúng ta giải thích thêm là người giáo viên bán kiến thức của họ để nhận lương, người bác sĩ bán tay nghề của họ để bệnh nhân trả tiền cho họ, người công an bán sự tận tâm tận tụy của họ cho xã hội để được xã hội trả lương, người công nhân. Hoài Nam vừa bị out. Ok, chúng ta quay trở lại với câu, với lời từ chối về tôi không thích bán hàng. Đối với lời từ chối mà tôi không thích bán hàng thì chúng ta sẽ giúp cho họ nhìn thấy rằng tất cả mọi người chúng ta đều đang tham gia vào quá trình bán hàng. Người giáo viên thì đang bán kiến thức của họ để nhận lương, người bác sĩ thì đang bán tay nghề của họ, đúng không ạ? Tại sao có người bác sĩ thì lương là 5 triệu, có người bác sĩ lương mấy chục triệu, đúng không ạ? Và thậm chí là họ mở viện tư ở nhà thì vẫn có người đến theo, là bởi vì họ đã có tay nghề, họ đã có kiến thức, họ đã có kỹ năng, và nhờ có tay nghề của họ giỏi nên lương của họ mới cao, nên thu nhập của họ mới cao. Đó, chính vậy nên bác sĩ cũng đang bán chính tay nghề của họ. Vậy thì người công an đang bán sự tận tụy của họ để chăm sóc cho xã hội, đúng không ạ? Nên mới được trả lương, bởi vì chính những người dân là những người trả tiền cho họ. Và người công nhân thì đang bán thời gian, bán sức khỏe, bán công sức của họ để lấy tiền, đổ thời gian để lấy tiền. Và sau đó thì khi chúng ta liệt kê một số những cái nghề rất là cao quý như vậy cho họ thấy, thì chúng ta họ sẽ để gốc thay đổi góc nhìn của họ. Thì chúng ta bắt đầu chốt lại là tất cả chúng ta đều tham gia vào hoạt động bán hàng bằng cách này hay là cách khác. Và anh chị hãy thử tưởng tượng nếu xã hội này sẽ ra sao nếu như không ai bán hàng. Dừng lại trong khoảng 30 giây. Đó. Sau đó chúng ta lại đặt câu hỏi tiếp là tuy nhiên trong công việc này, đây là gọi là sự đồng cảm với họ, thì chúng ta nhắc lại về cái việc mà chúng ta đang trao cho họ là tuy nhiên trong công việc này chúng ta không bán hàng mà chỉ giúp khách hàng trở thành người tiêu dùng thông minh. Chúng ta chỉ chia sẻ thông tin, chia sẻ câu chuyện, thay đổi sức khỏe và thu nhập của người, của chúng ta cho mọi người. Chúng ta không bán hàng vì thực tế khách hàng họ tự mua hàng trên website của họ, chứ họ không mua hàng của chúng ta. Đây là cái phần giải thích thêm, đúng không nào, cho cái câu tôi không thích bán hàng. Với lời từ chối này thì chúng ta sẽ có thể giúp cho khách hàng vượt qua. Thường thì họ, cái lý do thực sự mà họ từ chối, họ nói rằng họ không thích bán hàng là bởi vì họ đang sợ. Họ đang sợ không được yêu thương, họ đang sợ bị đánh giá, chứ không phải là họ không thích bán hàng, được không nào? Câu hỏi tiếp theo, câu từ chối tiếp theo mà chúng ta hay gặp đó là câu từ chối liên quan đến đợi công ty có kho hàng tại Việt Nam thì làm. Chúng ta có gặp câu hỏi này nhiều không ạ? Chắc là rất nhiều đúng không? Thì Hoài Nam cũng vậy, Hoài Nam gặp rất là nhiều cái lời, rất nhiều những người mà họ không có tầm nhìn thì họ sẽ trả lời như thế. Hoài Nam cũng thấy có nhiều bạn gửi tin nhắn hỏi Hoài Nam xử lý lời từ chối này như thế nào. Thì chúng ta sẽ xử lý bằng cách là đầu tiên là chúng ta thắp lửa lòng, đúng không ạ? Chúng ta phải khen đã, ai cũng thích khen. Rất là tuyệt vời ạ. Em chắc chắn rằng với sự cẩn thận như và chắc chắn như của anh chị ạ, thì anh chị rất ít khi gặp thất bại trong kinh doanh, nhưng mà đôi khi nó cũng chính là cái rào cản khiến anh chị không có được sự thành công đột phá. Thì mình nói như vậy, đầu tiên khách hàng được khen, đúng không ạ? Khen bắt đầu sướng lên phát, nhưng mà chúng ta lại nhưng, và chúng ta nói với họ để họ nhìn thẳng vào vấn đề. Bởi vì bạn đang không dám có những cái đột phá nên ngày hôm nay thu nhập của bạn vẫn như vậy, nên ngày hôm nay cuộc sống của bạn vẫn như vậy, đúng không? Ý chúng ta là như thế đấy. Tiếp theo, anh chị có đồng ý với em rằng cơ hội chỉ là cơ hội khi ít người biết đến. Một thứ mà tất cả mọi người đều biết và đều làm thì có còn là cơ hội nữa không ạ? À, câu hỏi đúng không? Chắc chắn chẳng. Và câu này thì chúng ta không cần câu trả lời khách hàng, để cho khách hàng nghe thôi. Anh chị có đồng ý với em là nếu mà 5-7 năm trước
ai biết bán hàng trên Facebook thì đã thắng lớn, thậm chí là có thể kiếm được tiền tỷ một tháng. Nhưng bây giờ thì sao? Câu tiếp theo. Anh chị hay như là YouTube, chục năm trước ấy, thì chúng ta chỉ cần tải video xuống rồi đăng video lên kênh của mình và gắn quảng cáo là có thể kiếm bộ tiền. Nhưng bây giờ thì sao? Hai thực tế mà nếu mà họ quan tâm đến các vấn đề xã hội thì họ có thể nhìn ra cái điều đó, đúng không nào? Bây giờ thì sao? Thì họ sẽ tự họ thấy rằng cái sự cạnh tranh bây giờ đang là rất lớn. Người người lao vào YouTube, người người lao vào Facebook để chạy quảng cáo, đúng không? Tốn rất là nhiều tiền nhưng mà hiệu quả lại không cao. Và sau đó thì chúng ta lại bồi thêm cho họ thông tin là Jeanette cũng vậy. Nếu như anh chị đợi Jeanette về Việt Nam mới làm thì xin lỗi, lúc đó Jeanette cũng giống như Facebook, cũng giống như YouTube bây giờ. Người dùng, người người dùng, nhà nhà dùng. Và lúc đó anh chị đã ở đâu đó rất xa rồi. Người tức thời là người Tuấn Kiệt và tiền thì yêu tốc độ. Vậy anh chị lựa chọn chuyển khoản hay tiền mặt? Liên tục, đúng không? Luôn luôn đưa ra hai sự lựa chọn thay vì chỉ có một lời lựa chọn cho khách hàng. Luôn luôn là như vậy. Đấy, thì với cái lời từ chối mà đợi công ty về Việt Nam thì chúng ta hãy nói như vậy. Và Hoài Nam có liệt kê một số những cái ví dụ mà chúng ta hay thấy ở trên thị trường. Nhưng ở trong trường hợp mà khách hàng lại không có chơi Facebook, khách hàng là một người chỉ có tập trung vào công việc ấy, thì chúng ta hãy chọn một câu chuyện nào đấy. Nhưng mà dùng cái kỹ thuật đó, đúng không ạ? Dùng cái câu ví dụ đó, dùng câu hỏi đó, nhưng mà áp dụng cho một cái mảng nào khác mà chúng ta biết là khách hàng chúng ta biết, thì chúng ta hãy sử dụng những câu hỏi liên quan mà chúng ta họ biết như vậy, thì họ mới có thể hình dung tưởng tượng được, đúng không? Và những cái câu mà Hoài Nam đưa ra đây nó không phải là bắt buộc mà chúng ta sẽ cần phải áp dụng nó, nhưng các bạn hãy sử dụng nó và hãy biến nó thành ngôn ngữ của mình. Như một số các từ khóa mà Hoài Nam in đậm á, thì chúng ta hãy nhớ là hãy có nó ở trong phần chia sẻ của mình, và hãy luôn luôn nhớ cái từ khóa là anh chị có đồng ý với em rằng, anh chị có đồng ý là đấy, liên tục như vậy để kéo khách hàng gần với mình hơn, đúng nào? Một câu hỏi tiếp theo là sợ không làm được, thì câu hỏi này Hoài Nam sẽ dùng cái là giải thích thêm, bổ thích thêm thông tin, thì cũng đồng cảm với họ. Hầu hết mọi người khi bước vào lĩnh vực này đều sợ mình không làm được. Nhưng anh chị cho em hỏi, có bao giờ anh chị thấy một đứa bé khi vừa sinh ra nó đã biết chạy ngay rồi không ạ? Thì theo các bạn câu trả lời là gì? Chắc chắn là không, đúng không? Đó. Thì anh chị có đồng ý với em rằng để chúng ta có thể đi lại và thậm chí là chạy như bây giờ thì chúng ta đều phải trải qua việc là lẫy, bò, tập đi rồi mới có thể chạy và chạy nhanh như bây giờ, phải không ạ? Câu trả lời chắc chắn là phải. Và chúng ta không cần câu đồng khách hàng nói đúng. Chúng ta khói tiếp theo. Anh chị mất bao nhiêu lâu để học nghề? Ví dụ như là bác sĩ chẳng hạn, thì anh chị mất bao nhiêu lâu để có thể trở thành một người bác sĩ như bây giờ, đúng không? Ít nhất là 12 năm học phổ thông, sau đó 5, 7 năm học đại học thì ra họ mới có thể làm bác sĩ, đúng không? Thì ví dụ chúng ta có thể là hỏi là bác sĩ, anh chị mất bao nhiêu lâu để có thể trở thành một bác sĩ và làm thuần thục như bây giờ? Có phải là 1-2 ngày không ạ? Hay là 1 năm, hay là thậm chí một vài năm, đúng không? Thì nếu là bác sĩ thì họ là 5-7 năm, hay là giáo viên thì cũng phải bao nhiêu năm học đại học, đúng không? Hay thậm chí là công nhân thôi thì họ cũng phải học việc trong 1 tháng, thậm chí là 3 tháng thử việc, đúng không nào? Thì họ mới có thể làm được việc mà. Thế nên không thể nào bùng phát họ có thể làm được luôn. Thế nên bắt đầu giải thích thêm là nếu công việc này khó đến nỗi không ai làm được thì không đã có nhiều người thành công như vậy. Và nếu nó quá dễ đến độ ai cũng có thể thành công thì đã không đến lượt chúng ta. Thiên hạ làm hết rồi, đúng không nào? Và anh chị sẽ được hướng dẫn, khi anh chị trở thành thành viên của đội ngũ Diamond Team chúng em, thì anh chị sẽ được hướng dẫn, được cầm tay chỉ việc và sự hỗ trợ hết lòng từ hệ thống. Theo những quy trình đã được minh chứng là thành công, anh chị chỉ cần học và làm theo nó là có kết quả. Và nếu công việc này mà anh chị không thể làm được, thì anh chị, em đảm bảo với anh chị không thể nào thành công với bất kỳ công việc nào khác. Đúng không ạ? Và chúng ta phải, khi mà chúng ta nói như vậy, chúng ta phải khẳng định cái niềm tin của mình. Lúc đấy cái cơ thể của chúng ta phải làm sao chiếm hữu thật nhiều cái không gian để khẳng định sự tự tin mình. Và khi anh chị trở thành thành viên của Jeanette, anh chị được cầm tay chỉ việc và các anh chị sẽ được học tuần tự theo quy trình hệ thống đã được chứng minh là thành công. Và nếu như trong công việc này anh chị không thể thành công thì em khẳng định rằng anh chị không thể nào thành công ở bất kỳ công việc nào khác ở ngoài kia. Và khi chúng ta đẩy cái năng lượng của mình lên và cho khách hàng cái niềm tin mạnh mẽ như vậy thì khách hàng sẽ bị thuyết phục bởi cái năng lượng, bởi sự quyết tâm, bởi cái sự tự tin của chúng ta. Đấy chính là bí quyết của cuộc chơi, đúng không nào?
Và lúc này thực tế khách hàng không phải là khách hàng sợ không làm được, mà họ sợ rất nhiều thứ. Họ sợ họ không làm được, họ sợ họ không đủ kiến thức, họ sợ họ không đủ kỹ năng, họ sợ họ không được yêu thương, họ sợ họ bị đánh giá và rất nhiều cái nỗi sợ. Và việc của chúng ta là hãy thể hiện cái sự tự tin của mình, hãy truyền cái năng lượng, truyền cái sức mạnh của niềm tin của chúng ta cho khách hàng của mình. Đó. Và đó là cái lời kết của Hải Nam. Và chúc mừng các bạn, chúng ta đã nắm được những kỹ thuật cơ bản trong cái việc là xử lý lời từ chối, đúng không ạ? Chúng ta đã nắm được những kỹ thuật cơ bản để chúng ta có thể vượt qua những cái lời từ chối khi chúng ta bán hàng, khi chúng ta chốt sale. Và chúc các bạn là chúng ta sẽ có được thật nhiều những khách hàng trong thời gian tới đây. Và những cái câu trả lời của Hoài Nam, hãy nhớ cái cách sử dụng bộ công cụ này là Hoài Nam đang chỉ viết cho các bạn cái bước thứ tư, đó là bước xử lý lời từ chối thôi. Và việc của chúng ta là phải đi qua tuần tự đủ 5 bước: lắng nghe, đồng cảm, làm rõ, cô lập vấn đề và bắt đầu đến bước thứ tư là xử lý từ chối, và đến bước thứ năm là chốt đơn, đúng không ạ? Và khi mà chốt đơn ý, thì hãy đưa ra hai sự mặc định là hai sự mặc định của việc mua hàng: lên đơn 400 CV hay đơn 1000 CV. Và lời khuyên của Hải Nam, nếu chúng ta muốn chốt đơn 400 CV thì chúng ta hãy hỏi là lên đơn 1000 CV hay đơn 400 CV, thì lúc đó khách hàng sẽ mặc định nghĩ là chắc là nhiều người lên đơn 1000, nên là họ sẽ trả lời bằng câu sau của chúng ta. Và nếu chúng ta hỏi là anh chị có mua hàng không, thì cái từ cuối cùng của chúng ta sẽ câu trả lời là câu trả lời của khách hàng, nên khách hàng sẽ nói không. Mà luôn luôn đưa ra hai sự lựa chọn, luôn luôn có hai sự lựa chọn, có hoặc không. Ngay cả việc mà chúng ta áp dụng cái việc xử lý lời từ chối, các bạn cũng có thể áp dụng cái quy trình xử lý lời từ chối này đối với những khách hàng mà khi họ từ chối cái việc tham gia phòng Zoom, khi họ từ chối nghe chúng ta chia sẻ cơ hội kinh doanh, thì các bạn cũng hoàn toàn có thể áp dụng nó với đủ 5 bước như vậy, và với 5 cái kỹ thuật mà chúng ta thuần thục nó để chúng ta có thể xử lý mọi lời từ chối, bao gồm cả lời từ chối khi chúng ta mời họ vào ngay Zoom, khi chúng ta mời họ lên văn phòng, khi chúng ta mời họ kinh doanh của chúng ta, khi chúng ta mời họ mua hàng, thì các bạn đều có thể áp dụng tất cả những kỹ thuật này. Xin chúc mừng tất cả chúng ta. Và xin Hoài Nam xin phép được nhường mic lại cho MC ạ. Vâng, em cảm ơn sự chia sẻ rất là tuyệt vời của chị Hoài Nam ngày hôm nay. Và bao nhiêu các quý cô bác anh chị trong buổi Zoom của chúng ta ngày hôm nay, ở trong phòng Zoom của chúng ta ngày hôm nay, đã thấy bài giảng của chị Hoài Nam rất rất vô cùng là giá trị, thì hãy comment ở phía mục trước và hãy cùng nhau thả thật là nhiều tim để tỏ lời biết ơn của chúng ta đối với chị Hoài Nam, và chúng ta hãy cùng giơ hai like để cảm ơn chị Hoài Nam của chúng ta. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và em xin chúc mừng 22 thành viên nhà phân phối đã có mặt trong buổi Zoom của chúng ta ngày hôm nay, buổi đào tạo vô cùng giá trị của chị Hải Lam đã chia sẻ cho chúng ta biết về những cái kỹ năng truyền trả bóng. Và chị Hải Lam đã truyền cho chúng ta những kỹ năng rồi, thì chúng ta hãy thực hành nó chứ đừng để nó ở trong sách của mình nữa. Để làm sao mình, cái điều mà chị Hoài Lam muốn ấy, muốn truyền cho mình những cái kỹ năng truyền trả bóng này, và mình hãy truyền lại cho chị Hoài Lam bằng những cái kết quả mà khi chị Hoài Lam truyền cho mình, và mình hành động như thế nào để làm sao có kết quả thật là tốt nhất. Đó là điều mà chị Hoài Lam rất rất là mong muốn. Và buổi học hôm nay rất là giá trị ạ. Thì em xin dành cho chúng ta là 2 suất để chúng ta có thể cho những ai comment nhanh nhất để nói lên lời biết ơn của mình đối với chủ giảng của chúng ta ngày hôm nay. Và sau cái buổi chia sẻ này thì anh chị đã nhận được giá trị gì và cam kết hành động như thế nào ạ? Và chúng ta chỉ có 2 suất thôi ạ. Hãy nhanh nhanh để có thể comment nhanh nhất để giành được cái suất này ạ. Dạ vâng, thì ở trong phòng Zoom thì em nhận thấy là có chị Kim Liên. Chị là một nhà phân phối mới của em, và trước đây thì chị làm bill ăn. Thì chị có thể bật mic lên giao lưu với anh chị em ở trong phòng Zoom và với chủ giảng ngày hôm nay đã truyền cho chúng ta bài học rất là vô cùng giá trị này. Thì chị có thể bật mic lên là chị đã nhận được giá trị gì trong buổi giảng ngày hôm nay, và chị cam kết hành động như thế nào? Xin chào mọi người, mình tên là Kim Liên, mình hiện tại đang là nhà phân phối của em Hằng Phạm. Mình cảm thấy là buổi học hôm nay vô cùng là tuyệt vời, mình nhận được rất là nhiều giá trị, là những cái kỹ năng mà xử lý sự từ chối của khách hàng. Và tâm thế đầu tiên là cái tâm thế thái độ của mình.
Cái thứ hai là hóa giải lời từ chối, và cái thứ ba là các lời từ chối thường gặp. Mình nhận được là mình rút ra được nhiều cái bài học khi mà mình đi đến gặp khách hàng, và mình cảm thấy là mình rất là nhiều thiếu sót cần phải học hỏi và trau dồi thêm. Mình sẽ là cố gắng trong cái thời gian tới, mình sẽ cố gắng thật nhiều để học hỏi mọi người. Xin cảm ơn. Cảm ơn em. Vâng ạ, cảm ơn những lời chia sẻ của chị Kim Liên. Em cũng xin là cảm ơn chị Hoài Nam đã chia sẻ vô cùng là tuyệt vời và vô cùng là rất là nhiệt tình ạ. Cảm ơn em. Dạ vâng, vậy thì em đã thấy có bạn là comment nữa là bạn Trung. Thì Trung có thể bật mic lên nói lên lời cảm biết ơn của mình với chị Hoài Nam về những buổi chia sẻ của chị ngày hôm nay ạ. Em xin chào chị Hoài Lam với cả toàn thể cô bác, anh chị em đã có mặt trong buổi Zoom buổi sáng ngày hôm nay. Và thì thực sự em Trung là đã cảm động chị Hoài Lam từ thời gian là có năm trước rồi. Nhưng mà hôm nay em lại có cơ hội để chia sẻ lại cảm xúc mình với chị. Mà đến ngày hôm nay thì em cũng đã tự tin hơn đến cái ngày mà em gặp chị lần đầu ấy. Nhưng mà em thấy em đã tự tin hơn. Đó thì em cũng đã học về những cái câu hỏi xử lý sự chối của chị qua sách vở thôi. Chứ chưa được nghe chị giảng dạy như hôm nay. Thì hôm nay thì em thấy là em như kiểu em có thêm một cái cuốn sách cho thêm mình ấy, để khi mình chia sẻ mình cảm thấy là mình sẽ là tự tin hơn này. Đó thì tối hôm qua em thì thật là tối hôm qua em cũng mới chia sẻ với cả một chị khách ở trong Bình Phước rồi ạ. Đó là chị đang bị bệnh tiểu đường. Thì em có bảo là em phải định có một câu là chị sử dụng sản phẩm của bên em ấy thì chắc chắn là sau kết quả. Nhưng mà vấn đề là thời gian, vì tuổi của chị cũng đã là tuổi cao rồi. Đó, em lấy ví dụ là bây giờ chị hình dung một cái cây nhá. Khi mà nó còn nhỏ ấy, thì chăm sóc này, chị nó có bị làm sao này, chị xử lý rất chính là nhanh. Rồi đến khi nó càng ngày rồi, nó càng ngày nó càng bị lão hóa rồi, thì khi đó mình sẽ chăm sóc và xử lý sẽ lâu hơn. Và mình xử lý còn là từ đầu đến gốc. Đó thì chị cũng bảo là chị cũng cảm thấy như thế. Thế nên là cái buổi chia sẻ của em tối hôm qua nó rất chi là thành công. Thì tối nay là sẽ có kết quả là chị có quyết định lên đơn hàng đúng hay không. Đó thì cũng là hôm nay nữa thì em lại cảm thấy mình càng tự tin hơn nữa khi đi chia sẻ với cả nhiều người hơn nữa. Đó thì em xin rất biết ơn chị Hải Lam và em xin cảm ơn chị Hải Lam ạ. Em xin cảm ơn. Cảm ơn em. Lần trước em có nhắn tin cho chị hỏi một số thứ, nhưng mà quả thực là lúc đó chị không biết phải trả lời em như thế nào. Bởi vì chính bản thân em cũng chưa biết là mình muốn cái gì để mà chị có thể trả lời được. Nên là nếu như bây giờ mà em đã hiểu và em đã biết rõ là em muốn cái gì rồi thì có thể nhắn tin hỏi chị. Còn lần trước thì thực sự là chị bó tay. Em chỉ có thể nhận được cái câu trả lời khi mà mình biết chính xác là mình muốn cái gì. Và khi mình biết chính xác cái mình muốn cái gì thì mình cần phải biết là ai là người biết cái điều mình biết cái điều mình muốn và có thể giúp được mình. Thì lúc đó khi mình đặt câu hỏi thì người ta mới có thể giúp được. Và như lần đó chị hỏi em thì em không thực sự là lúc đó em chưa có hình dung được là em cần cái gì cả. Và hy vọng là trong những cái bài giảng của chúng ta, trong cái chuỗi những cái bài giảng và trong cái sự nhúng mình vào của em trong cái thời gian này thì em đã hiểu hơn về cái con đường và em biết được là em cần phải làm gì và em cần đi tìm cái gì rồi. Chúc mừng em. Cảm ơn chị. Ok. Cảm ơn em. Thì em cũng thấy có bạn Nhung comment và cũng đang muốn rất rất muốn nói lên lời biết ơn của mình đối với chị Hoài Lan. Thì Nhung có thể bật mic lên em nhé. Vâng ạ, em cảm ơn chị Hằng ạ. Và em cảm ơn leader Hoài Nam đã chia sẻ vào hôm nay ạ. Hôm nay rất là năng lượng và em nhận thấy là một cái cách xử lý của chị Hoài Nam trong lúc mà chị đang giảng và có người xen vào ạ. Cách xử lý rất là quyết đoán ạ. Và em cảm thấy là em nắm được 5 cái bước hóa giải cái lời từ chối là lắng nghe, đồng cảm, làm rõ và hóa giải vấn đề và chốt. Và chị đưa ra những cái ví dụ rất là rõ ràng và em nhận thấy là cái câu nói là khéo ăn khéo nói có sẽ có được thiên hạ. Khéo ăn khéo nói được thiên hạ đúng không? Ok. Em cảm ơn ạ. Chúc mừng em. Dạ vâng ạ. Thì em bản thân em cũng vô cùng là biết ơn khi đã có một đội nhóm rất là tuyệt vời này và có những anh chị có thể sẵn sàng mà có thể chia sẻ cho mình những cái kiến thức mà anh chị đúc kết rất rất là nhiều năm và không như môi trường khác mà mình phải tự tìm mày mò, tự đi tìm cho con đường của mình. Nhưng khi vào với Jeanette thì đúng như là khẩu hiệu của công ty là One Team, One Family và One Jeanette.
Và càng ngày thì em càng nhận được rất là nhiều giá trị từ đây. Và em xin rất rất là biết ơn chị Hoài Nam, anh Huy và toàn thể ekip trong phòng của Diamond Team của chúng ta đã tạo ra một cái gia đình Diamond Team rất là tuyệt vời này. Chúng ta đã có những anh chị, những vị chủ giảng, phải nói là những người bố, người mẹ thứ hai ấy, để có thể chỉ dẫn cho mình những cái bước đi của cuộc đời. Dạ vâng, vậy thì cái buổi Zoom của chúng ta cũng khá là muộn rồi, thì em xin vui lòng là kết thúc phòng Zoom ở đây. Và em rất mong muốn là chúng ta sẽ có rất là nhiều buổi, những buổi đào tạo vô cùng là giá trị như thế này. Dạ vâng, em xin cảm ơn tất cả các anh chị em và cảm ơn chị Hoài Lam ạ. Dạ, hôm nay không xúc động quá mà chảy nước mắt à? Không, làm nhiều rồi. Kiến thức nó chỉ là kiến thức, và tất cả những gì Hoài Nam giảng ngày hôm nay nó vẫn thuộc về Hoài Nam cho đến khi, và nó chỉ trở thành tài sản của anh chị khi mà các anh chị dùng nó, áp dụng nó, biến nó trở thành của mình, thì những cái bài giảng của Hoài Nam nó mới trở lên có giá trị. Và các bạn thấy rằng khi mà đúng như cái trong cái phần mà Hoài, nếu các bạn nào đang làm trong đội ekip chủ giảng, thì chúng ta có thấy rằng khi mà Hoài Nam có dạy các bạn một cái việc mà khi chúng ta đưa lên các bài giảng hỗ trợ cho hệ thống, hoặc khi chúng ta quyết định mà chia sẻ một kiến thức kỹ năng nào, thì chúng ta luôn luôn phải hỏi xem họ đang gặp vấn đề gì. Và chúng ta thấy đây Hoài Nam cũng đang bán hàng nha. Nếu nhìn ở góc độ nào đó thì các bạn cũng thấy rằng Hoài Nam đang bán giá trị của mình cho hệ thống bằng cái việc là mình đi tìm ra cái nỗi đau, cái vấn đề của thị trường đang gặp phải là gì. Thì các bạn ở trong cái khoảng khắc này, ở trong cái lĩnh vực này, khi Hoài Nam bước chân lên đào tạo cho các bạn, thì Hoài Nam cũng đang tìm xem nỗi đau của các bạn là gì. Đó chính là lý do vì sao thì những cái bài giảng của Hoài Nam thường nó khá là sâu sắc, và nó đúng là những gì các bạn đang gặp phải trong cái hành trình, trong cái bước đi của mình. Và đây chính là bí quyết để chúng ta sẽ có thể bán được hàng và bán được rất nhiều thứ. Ngày hôm nay chúng Hoài Nam đang bán cái kiến thức, cái kỹ năng của mình, và hãy áp dụng cái cách Hoài Nam xây dựng các bài giảng cho các bạn. Thì mỗi một bài giảng thì các bạn đều thấy rằng các bạn có thể áp dụng được và thấy nó giá trị, là bởi vì Hoài Nam biết chính xác các bạn đang gặp vấn đề gì. Và chúng ta hãy áp dụng nó vào cái việc mà chúng ta bán hàng cũng vậy. Bán hàng, khi mà chúng ta hiểu rõ cái chân dung khách hàng của mình, khi mà chúng ta hiểu rõ họ đang gặp vấn đề gì, thì chúng ta sẽ giúp cho họ giải quyết cái vấn đề của họ. Bán hàng là đưa khách hàng đi từ nỗi đau đến sự sung sướng, và giúp cho họ giải quyết được vấn đề cho họ, giúp cho họ đi được từ điểm A đến điểm B. Và ngày hôm nay thì Hoài Nam mong muốn các bạn sẽ biến những cái kiến thức này trở thành hành động. Và hãy nhớ, chúng ta không chỉ học cái kỹ năng xử lý lời từ chối, mà các bạn còn cần phải học nữa là cái cách mà Hoài Nam xây dựng cái kịch bản, cái cách mà Hoài Nam lên các nội dung đào tạo cho các bạn. Bởi vì trước sau thì tất cả chúng ta đều sẽ trở thành những người chủ giảng. Trước sau thì tất cả chúng ta đều phải tự mình đứng lên để đào tạo cho đội nhóm, cho hệ thống của mình. Vậy thì chúng ta cần phải biết lắng nghe và nhìn xem trong hệ thống của mình, tại thời điểm này họ đang gặp những khó khăn gì, những cái điều gì khiến cho họ đang gặp phải rào cản và khiến cho họ chưa thành công, thì chúng ta hãy giúp cho họ được có những cái thứ đó. Và hy vọng rằng các bạn hãy xoay trục và nhận được nhiều giá trị hơn từ mỗi cái bài giảng mà các chủ giảng đưa đến cho chúng ta. Nó không chỉ đơn giản là kiến thức, mà nó ngoài kiến thức thì nó còn có rất nhiều những cái kỹ năng được đan xen trong đó. Và hãy nhớ, hãy luôn luôn áp dụng cái quy trình, bởi vì chỉ có chúng ta nhân bản được quy trình, chúng ta sở hữu quy trình là chúng ta sở hữu tài sản. Và với kỹ năng xử lý lời từ chối cũng vậy, mọi thứ nó là quy trình. Và hãy nhớ, ngày hôm nay chúng ta phải thuần thục và phải nhớ lầm lòng 5 bước để xử lý lời từ chối. Bước 1 là lắng nghe, bước 2 đồng cảm, bước 3 làm rõ cô lập vấn đề, bước 4 xử lý lời từ chối. Và trong bước 4 xử lý lời từ chối thì có 5 kỹ thuật để hóa giải lời từ chối, và bước 5 là chốt đơn. Chúng ta phải hiểu rõ và thuần thục cái đó. Còn tất cả những cái câu mà Hoài Nam hướng dẫn các bạn xử lý từ chối, sau này các bạn sẽ hoàn toàn có thể chủ động xử lý bất kỳ lời từ chối nào, khi bạn chỉ cần nắm thuần thục 5 bước xử lý lời từ chối và 5 kỹ thuật hóa giải lời từ chối là chúng ta có thể vượt qua bất kỳ lời từ chối nào. Và chúc các bạn sẽ áp dụng nó thành công và biến nó trở thành tài sản của bạn, biến nó trở thành kiến thức của các bạn. Xin cảm ơn. Cảm ơn chị Hoài Nam.